trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi học của chúng ta ngày hôm nay, các anh chị hãy gõ sẵn sàng nhé. Rất tuyệt vời, Thanh Tiền đã thấy được tín hiệu của các anh chị rất là sẵn sàng để đón chào người thầy của chúng ta đúng không ạ? Và sau đây, Thanh Tiền xin phép mời các anh chị hãy dành một chào pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón thầy của chúng ta. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phùng Phong. Xin chào, xin chào. Chào các anh chị buổi tối, chúc buổi tối tốt lành. Anh chị nào nghe tôi nói rõ xin comment số 1. Rồi, tôi đã thấy rất là nhiều số 1 được comment. Điều đó có nghĩa là âm thanh từ phòng máy rất là ok. Cảm ơn các anh chị. Hôm nay chúng ta tham dự cái buổi học online và các anh chị biết là khi tôi đào tạo online thì cái người đào tạo họ đang đứng nhìn vào một cái camera và họ nói chuyện với mình à, chứ không có được tương tác bắt tay rồi à, trò chuyện cùng với nhau trực tiếp nên cái cảm xúc khi mà dạy online đó nó có một cái điều mà làm cho cái buổi học sẽ trở nên thành công và có được nhiều giá trị nhất đó là nó cần sự tương tác của các anh chị tương tác nghĩa là sao tức là trong quá trình tôi trò chuyện đó tôi có những cái câu hỏi thì các anh chị vui lòng comment câu trả lời của mình Để cho là tôi biết là các anh chị vẫn đang hiền gì nữa đó Chứ có nhiều người bật máy lên để đó nhưng mà đi đâu á <laughs> Hoặc là bật máy tính lên để đó rồi rút điện thoại ra à, Nghe điện thoại riêng ví dụ như vậy Và khi các anh chị trả lời như thế Thì tôi cũng biết được cái vấn đề của các anh chị đang cần là cái gì Được không ạ à, Nên là các anh chị vui lòng trong buổi học này chúng ta tương tác được không các anh chị rồi, à, ai cam kết là trong suốt buổi học của chúng ta, chúng ta sẽ tương tác, comment vào số hai, à, mình có comment vào số 2, tức là tôi, tôi cam kết là tôi sẽ tương tác trong buổi học này. À, cảm ơn các anh chị rất là nhiều và tối ngày hôm nay cái nhiệm vụ của tôi đó là làm sao để giúp cho các anh chị à, trong tối hôm nay và hai buổi tối kế tiếp đó mình sẽ hiểu về con cái của mình để mình làm sao cho những cái vấn đề bên trong gia đình của mình, đặc biệt là với vấn đề con cái của mình nó được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Ấy chúng ta biết là nếu như mà gia đình và công việc nó là hai giống như hai cái chân của chúng ta vậy đó. Nếu mà gia đình là chân phải thì công việc là chân trái. Thế hai cái chân này mà một chân chỉ cần có vấn đề là chân kia sẽ có vấn đề. Ai đồng ý với tôi như vậy? Comment vào đồng ý. À, tức là khi mà À, gia đình mình mà có vấn đề là công việc mình tự nhiên nó có vấn đề mà công việc mình nó có vấn đề mình quay trở về nhà kiểu gì cũng sẽ có vấn đề đúng không ạ <laughs> nghĩ đúng không ạ rồi cảm ơn các anh chị đã tương tác nha và các anh chị nhớ giữ được cái phong độ này cho tới cuối buổi ha để làm sao cái buổi nói chuyện của chúng ta nó đạt được những cái giá trị cao nhất thời gian chúng ta nó rất là quý giá và nếu như chúng ta đã sử dụng thì hãy sử dụng thật là thông minh đúng không ạ rồi cho tôi hỏi các anh chị là nếu mà hỏi các anh chị một cái vấn đề mà gọi là đau đầu nhất của các anh chị về con cái hiện nay nó là cái gì? Xin các anh chị comment xuống giúp tôi. Một cái vấn đề nào đó mà anh chị đang gọi là cho giải quyết một vấn đề về con thôi. Thì các anh chị mong muốn giải quyết vấn đề gì? Con lười học, con cãi lại, con nổi loạn. ha Rồi sao nữa? Con bướng, con ăn chậm. Ừ. Anh chị cứ comment đi các anh chị. Con mê game à còn cực học cực khổ quá à lười học ok ha nghĩa là mình có những cái vấn đề à, rồi bây giờ cho tôi hỏi một cái câu rất là quan trọng này các anh chị tiếp tục comment đi các anh chị comment cái 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 vấn đề của con của mình đi con nói láo con không nghe lời con chưa tự tin mê chơi điện thoại mê game không tự giác học không chủ động học dễ tức giận. Cảm ơn các anh chị. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp với con đúng không nào? Bây giờ cho tôi hỏi các anh chị câu chân thành này. Đó là theo các anh chị cái nguyên nhân nào, nguyên nhân chính nào nó đã dẫn tới cái việc mà nó có cái cái vấn đề đó của con. Các anh chị hãy comment một cách chân thành rằng theo các anh chị đó. Thì vì sao mà nó lại ra được cái 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 vấn đề đó của đứa bé? Theo các anh chị nha, theo đúng suy nghĩ của các anh chị thôi. Thì là vì sao nó lại là như vậy? cách dạy chưa đúng. À, sao nữa à? bố mẹ không có thời gian đồng hành cùng con. Ồ, tuyệt vời quá. cha mẹ chưa hiểu con. gì nữa à? không hiểu con. rồi gì nữa à? rồi các anh chị comment đi. tôi cũng đang coi đa kênh đây. trước mắt tôi là ban tổ chức có để cho tôi những cái máy để coi những cái kênh trên Facebook, YouTube. ha à, rồi các anh chị tiếp tục comment đi các anh chị Chị Quỳnh Như là do con mình chưa tự giác này. Em thì không nghĩ ra nè Cha mẹ chưa truyền được cảm hứng cho con từ chị Quỳnh Như ha Mình phải nói ra Khi các anh chị nói ra thì tôi mới biết cả Cái vấn đề các anh chị đang nghĩ Nó đang vướng ở chỗ nào Mà mình phải nói thật Mình đừng có thấy người ta comment rồi mình comment theo nha Mà mình phải có một cái chính kiến của mình Tức là theo mình là có cái vấn đề đó Là do là cái vấn đề gì Thì mình nói ra À, khi các anh chị nói ra được cái vấn đề Bằng cái suy nghĩ của các anh chị Thì lúc đó à, tôi mới Bằng cái kinh nghiệm đào tạo các con của mình Trong suốt 17 năm qua Tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị là Anh chị nghĩ như vậy thì là nó phù hợp chưa à, Em thì chỉ cảm thấy bế tắc thôi <laughs> Không đến nỗi bi quan như vậy đâu Nó không đến nỗi bi quan như vậy à, Các anh chị biết mọi sự trên đời này Chỉ cần chúng ta học thì chúng ta biết thôi được không các anh chị? Nếu mà mình không học là mình không biết. Đó. Ai đồng ý với tôi là cái gì trên đời này chỉ cần mình học là mình biết thôi. Comment vào là số 2 vào đi các anh chị. Ừ. Chỉ cần học là biết phải không nào? Giống như tôi chia sẻ với các anh chị là à, tôi là trước đây là tôi chỉ tập trung cho quan tâm vào cái chuyên môn thôi. Tức là tôi không có biết cái cách để chúng tôi tôi làm cái doanh nghiệp. Thế thì tôi rất là rành chuyên môn của tôi các anh chị mà coi TV những năm 2015, 2016, 2017 các kiểu đó, các anh chị thấy là các mặt báo TV truyền thông những cái năm đó đó, họ thường xuyên hầu như tháng nào tôi cũng có kênh truyền hình phỏng vấn báo chí gọi là phỏng vấn về cái khả năng là siêu phàm rồi à, năng lực à, dạy à, chuyển hóa cho những đứa bé tốt đẹp ABC gì đấy, họ cứ liên tục gọi là nói về những cái năng lực à, tôi và những cái cống hiến tôi đã làm, nhưng mà tôi chỉ rành cái chuyên môn thôi qua bên cái phương mà làm doanh nghiệp, Là tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Đó à, và tôi không bởi vì tôi không có có cái kiến thức về làm doanh nghiệp, à, tôi không có cái kiến thức về tiền bạc nên dẫn tới cuộc sống của tôi nó gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy à, chúng ta phải hiểu rằng là cứ cái gì mà chúng ta học nhiều, à, chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta rất là rành nó. Còn cái gì mà chúng ta không học thì chúng ta cũng không rành thế thôi. Nên là có những người là à, mình làm bác sĩ này, có người đang trong căn phòng này là kỹ sư này. À các anh chị có thể comment công việc của các anh chị cho tôi được biết được không? Anh chị có thể comment giúp tôi là các anh chị hiện nay đang làm cái gì? Cái công việc của các anh chị đó. Ví dụ như tôi là giáo viên nè, à, tôi là kế toán nè, nhân viên văn phòng nè, đó. À, nhân viên văn phòng thì các anh chị cũng cho tôi biết là anh chị nhân viên văn phòng nhưng mà cái lĩnh vực gì hết chứ? Ví dụ như là thiết kế web nè, ví dụ như vậy. Các anh chị comment giúp tôi ha. Ví dụ như mình là chủ doanh nghiệp nè. À, thì mình comment vào chủ doanh nghiệp đó các anh chị comment như thế sau khi kết thúc chương trình tôi cũng có thời gian tôi ngồi tôi coi lại đó và khi tôi coi lại à, cái những cái, cái thông tin đó à, thì cũng biết đâu đó trong cái à, chương trình này à, chúng ta phát trên tất cả các kênh và ai đó cũng có thể đang xem nhìn thấy chúng ta và biết đâu đó cũng là một cái cơ hội cho chúng ta trong cuộc sống công việc của chúng ta nếu được thì các anh chị hoàn toàn có thể comment thêm à, nếu các anh chị muốn cho cái thông tin ví dụ như là tôi là chủ doanh nghiệp của công ty tên gì Chuyên làm về cái gì hoặc là cho luôn cái số điện thoại nếu các anh chị không ngại, đúng oh, không? À, tôi là kế toán à, chuyên làm về cái gì đó cho cái số điện thoại. Bao nhiêu năm kinh nghiệm? À, xem như là chúng ta có 30 giây để giới thiệu về bản thân ha. Các anh chị comment về cái bản thân của mình à, để cho tất cả anh chị em trong cộng đồng của chúng ta họ cũng được biết để xem các anh chị là những người đang làm công việc gì. Rồi tôi thấy có bác sĩ nè, có kinh doanh nè, có bán hàng nè, à, có giáo viên nè à rồi gì nữa các anh chị à rồi mình comment cái công việc của mình ha kỹ sư nè à rồi em làm công nhân nè rồi thợ may nè gia đình em làm kinh doanh ok tức là chúng ta có mỗi người chúng ta sẽ có một cái công việc để chúng ta à, gọi là sống phải không ạ và công việc thì nó giỏi hay nó dở là tùy thuộc là chúng ta có đầu tư thời gian học Thực, thực hành liên tục và làm việc liên tục trong lĩnh vực đó hay không Bây giờ tôi mà bỏ ra một cái lĩnh vực ví dụ mua bán bất động sản là tôi thua đó. bây giờ b qua lĩnh vực mua bán ô tô là tôi thua đó không có cái dữ liệu chưa có cái dữ liệu gì hết bởi vì đó là lĩnh vực không phải là cái tôi đang làm mà suốt 17 năm qua hỏi tôi cái gì rằng nhất thì tôi nói đó là liên quan tới con trẻ ha à, Làm sao để giúp cho đứa trẻ nó chuyển hóa từ trạng thái mê game trở thành mê học à, trừ trạng thái nổi loạn à, với cha mẹ ha bất mãn nổi loạn chiến tranh lạnh chiến tranh nóng hỗn láo với cha mẹ nó chuyển qua biết ơn cha mẹ làm sao để mà những cái đứa trắng đời nó không có mục tiêu gì trong cuộc đời nó biết sắp xếp lại cuộc sống của nó vân vân làm sao cho những đứa bé và nó gọi là nó học mà nó cảm thấy mệt căng thẳng nó biết cách làm cho cuộc sống của nó nhẹ nhàng trong việc học thì đó là nghiệp vụ của tôi đó là kinh nghiệm 17 năm của tôi đó và đặc biệt trong 9 năm trở lại đây thì tôi dồn lực cho cái việc đó là nghiên cứu về bộ não con người nó làm việc ra sao và cái tài năng của con người á à, nó mạnh ở chỗ nào ha à, à, chúng ta biết là mỗi con người chúng ta có một bộ não rất là siêu đẳng luôn nhưng mà ở đâu đó chúng ta đang sử dụng cái bộ não chúng ta rất là ít luôn à nếu mà chúng ta không có biết cái cách thì giống như trời cho chúng ta một bộ não nó có là 100. trăm à, nhưng mà chúng ta chỉ xài năm thôi à, ai mà giỏi lắm xài được 10 thôi à, thế thì tôi nghe những cái À, câu nói dạng như vậy thì tôi đã đi vào tôi nghiên cứu xem thế thì còn 90 95 còn lại là cái gì vậy à, thế thì tôi cứ như vậy và tôi đi sâu vào trong suốt 9 năm qua và khi càng nghiên cứu về bộ não con người thì tôi phát hiện ra rất là nhiều điều thú vị luôn à nó rất cực kỳ là thú vị luôn Đó, và chúng ta việc của tôi hôm nay là sẽ chia sẻ lại cho các anh chị biết cái cách để làm sao các anh chị có kiến thức để các anh chị giúp đỡ cho con của mình và hồi nãy thì tôi thấy có rất là nhiều người á anh chị em đang nói về ngành nghề của mình khác nhau nhưng mình có những vấn đề rất là chung có vấn đề rất là chung và khi mà mở những cái lớp mà nói về con trẻ như thế này thì rất là nhiều phụ huynh á à, rất là mong muốn hôm nay tôi tham dự buổi học này á tôi biết cái cách để làm sao cho con tôi nó hết thế này nó hết thế kia nó trở nên như thế này thế kia à và tôi phải nói rằng là nếu mà chúng ta vẫn có những cái mong cầu như vậy à thì chúng ta đang làm một cái việc rất là khó luôn À, bởi vì các anh chị biết không hồi nãy tôi thấy có mấy phụ huynh đã comment có những cái lý do rất là chính xác rồi đó có nghĩa là do cái công việc chúng ta nó nhiều quá à, cái thời gian chúng ta không có đủ để dành cho con của mình à, rồi mình đã không có thời gian đồng hành với con của mình rồi công việc nó cực quá à, tiền nó ít quá Đấy không sức khỏe của mình nó tổn hao áp lực công việc quá lớn không có thời gian dành cho con cơ thể thì nó mệt mỏi nó dễ cáu dễ bực à, ông bà mình đã nói rất rõ là khi mà con người bực là tại vì người ta cực, hay nói cách khác là khi người ta cực thì người ta dễ bực. Ai đồng ý với tôi là khi mà mình cực là mình rất dễ bực. À, ai đồng ý như vậy? đồng em đồng ý vào Tối nay hôm nay á chúng ta sẽ à, chủ đề là giải quyết vấn đề con trẻ. Nhưng mà để giải quyết được con trẻ đó thì cái nền tảng đầu tiên đó là phải giải quyết ai các anh chị biết không? Theo các anh chị là nếu mà giải quyết được những vấn đề của con á thì cái mà người cần Người cần giải quyết là ai biết hả À đúng rồi đó Cảm ơn các anh chị <laughs> Mình phải giải quyết cuộc đời của chính mình đi các anh chị Chứ mình đừng có tập trung đi giải quyết con của mình nữa Nếu mà mình cứ nghĩ rằng là À mình làm sao để con mình thay đổi À thì nó còn lâu Và coi chừng cả đời cũng không làm được đâu không? Vì cái vấn đề nó đến từ mình Chứ không có đến từ con Chúng ta nhìn thấy con của mình Nó đang có một cái vấn đề gì đó À thì chúng ta tưởng đâu là À đó ngay chỗ đây À, trong đông y mà người ta có cái câu là à, đau ở đâu thì bình thường người ta nói là đau ở đâu chữa ở đó à, còn có một câu nói rất là hay đau ở đó thì chữa ở đâu <laughs> được không ạ à, Tức là thay vì nhìn thấy à, con của mình nó đang có vấn đề đúng không thì mình nghĩ là phải chữa ngay chỗ con nhưng thực tế là không phải đau ở đó nhưng mà chữa ở đây này không? nhìn á, thì đau là đau ở chỗ con này vấn đề nó nằm ở chỗ con này nhưng mà chữa là chữa ở chỗ mình này Tại vì mình chính là cái nguyên nhân đã tạo ra cái kết quả đó được không ạ à? ai đồng ý với tôi rằng là mình chính là cái nguyên nhân tạo ra cái kết quả cho cái cái đứa con của mình đồng ý không các anh chị à, rồi tôi cũng rất là nhiều năm khi thấy con tôi nó cũng có những cái vấn đề của nó và tôi nghĩ rằng là ở cái vấn đề đó là do con nhưng thực tế là nó không có đúng nhìn thấy đau ở đó nhưng mà chữa ở đây tức là đau thì đau cái chỗ con mình mình thấy nó có những vấn đề mình lo lắng nhưng mà thật ra mình mới chính là cái nguyên nhân tạo ra cái lo lắng đó trong suốt 13 năm đi dạy cho các con đó à, trong những cái buổi mà trò chuyện thân mật tôi hay hỏi các con là à, có một ước mơ mơ con mong muốn là gì à, thì những cái câu trả lời rất là tội nghiệp luôn đặc biệt trong cái thế giới hiện đại ngày nay nó trả lời những câu như là con ước gì gia đình con có một cái bữa ăn cơm chung mà không có cãi nhau con ước gì gia đình con có một bữa ăn cơm chung mà đầy đủ các thành viên con ước gì cha mẹ con đừng có gây gỗ nhau nữa con ước gì cha về với con ha à, con ước gì à, mẹ của con đừng có như vậy à đừng có như kia ba con ha à, nó cảm thấy là cha mẹ nó như vậy và hôm nay tôi dành cái ngày đầu tiên của chương trình đào tạo giải quyết vấn đề con trẻ này nói về chủ đề tìm à vì đây chính là nguyên nhân một trong những cái nguyên nhân gốc rễ mà gây ra rất là nhiều cái khó khăn cho cái vấn đề nuôi dạy con cái à khi mà chúng ta gọi là tiền của chúng ta mà nó không đủ à, bởi vì tiền nó là sao nó là cái phương tiện để chúng ta chi trả những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta mà khi nó không đủ có nghĩa là cuộc sống của chúng ta nó khó khăn à nó khó khăn rồi có những người á thì gọi là kiếm tiền cực quá tức là có thể mình kiếm đủ tiền mang về nhà nhưng mình lại không còn thời gian để mình chăm sóc bản thân không còn thời gian dành cho con không còn thời gian dành cho gia đình thì nó cũng tạo ra những vấn đề gia đình có những gia đình là À, các con nó lên Hitake em đó nó tham dự chương trình và các anh chị biết không nó thấy vào cái 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 lúc mà nấu ăn đó, từ khoảng 10 giờ rưỡi đến 12 giờ là tự nấu ăn và lúc đó cái việc nấu ăn rồi mỗi đứa nhập rau đứa kho cá đứa chiên trứng rất là vui và khi mà các anh chị thầy cô phỏng vấn nó hỏi là con thấy sáng giờ con thấy thích cái gì nó nói con thích nhất là nấu ăn hỏi ở nhà con không nấu ăn không ăn cơm hả nó nói ở nhà con không có thời gian để ăn cơm chung đúng không ạ à? à, cha mẹ con đi làm suốt rồi à? cha đi công tác mẹ đi công tác rồi con ở nhà ở ngoài lâu lâu mới à, có thời gian gọi là có gia đình bên cạnh nhau đó rất là tội nghiệp luôn các anh chị ha à, vì vậy à, trong cái buổi đầu tiên này à, chúng ta sẽ dành thời gian chúng ta nói về một cái chủ đề à, nó liên quan tới người lớn nhưng mà từ cái chủ đề đó nó mới đẻ ra cái 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 rất là nhiều nó sẽ xử lý được rất là nhiều cái vấn đề liên quan tới con trẻ Được không ạ à? À, ai đồng ý với tôi là tiền rất là quan trọng comment vào tiền quan trọng rồi các anh chị comment vào Tiền quan trọng Nếu các anh chị nghĩ là ở tiền nó không quan trọng nhất à? <laughs> Thì các anh chị cứ comment không quan trọng đó. Còn các anh chị nghĩ là tiền quan trọng Thì các anh chị comment tiền quan trọng vào Rồi cảm ơn các anh chị và chúng ta biết không khi mà cái tiền của chúng ta đó mà nó thiếu hoặc là tiền chúng ta kiếm mà nó cực quá nó vất vả quá thì tự nhiên gia đình chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề ai đồng ý như vậy comment vào số 1 À, ai đồng ý với tôi rằng khi mà tiền nó thiếu là một hoặc là kiếm được tiền mà nó cực quá đi là chắc chắn là gia đình mình sẽ có rất nhiều vấn đề. À, vậy là chỉ cần mình phải học về tiền cho nó rõ ràng, à, tiền của mình nó nhiều hơn, nó nhẹ nhàng hơn thì tự nhiên gia đình của mình sẽ tốt đẹp hơn. Những năm 1960 đó, các anh chị đọc lịch sử đó, các anh chị thấy là cái đất nước Hàn Quốc đó, họ nghèo lắm à, và họ nhìn Việt Nam mình họ ngưỡng mộ lắm. Việt Nam mình lúc đó khá giả hơn họ nhiều à rồi thì lúc đó họ tổng thống bắc trung Hy của nước họ đã làm gì à ông đã làm một số việc nhưng trong đó tôi nói về cái việc mà à, ông đã làm mà ấn tượng với tôi đó là khi tôi đọc thấy cái cái mẫu lịch sử này đó là trên truyền hình truyền thanh ông yêu cầu á là không được phát bất cứ cái gì linh tinh lang tan chỉ được phát hai chủ đề học làm người học làm giàu học làm người học làm giàu học làm người học làm giàu nếu mà hai cái nội dung nào phát mà không liên quan tới hai chủ đề đó là hạn chế tối đa thậm chí không được phát à, thế thì à, ai ông cho sinh viên đi ra nước ngoài học doanh nhân rồi đi các nước làm ăn sau đó học hỏi các nước đem kiến thức về dạy lại cho nhau à, để cho người Hàn Quốc cũng biết làm ăn rồi sau đó thì trên truyền hình đó, thì xô ra những cái chương trình như là anh chị em à, gọi là hòa thuận thương yêu nâng đỡ nhau con cái hy sinh gọi là nỗ lực để báo ơn cha mẹ à, những cái tấm gương vợ chồng chung thủy gọi là giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tức là anh em rồi bạn bè rồi thầy cô những cái tấm gương vượt khó, à, những cái tấm gương tình nghĩa, tức là liên tục tiếu chiếu những cái câu chuyện tốt đẹp đó. Và chúng ta biết là bộ não của chúng ta đó nó nghe cái gì, nó nhìn cái gì, à thì coi như nó cứ ghi vào trong bộ nhớ và nó nó hình thành nên cái thế giới bên trong. Bây giờ có những người đó, là trong đầu họ bây giờ họ nói là à, cuộc đời không ai đáng tin hết. <laughs> vừa rồi cái chương trình Hitacam vừa rồi à các con xuống học à có những cậu bé gọi là à, gọi là chia sẻ là à, bố con dạy đời không có được tin ai hết á à, à, tức là cuộc đời này không ai đáng tin hết á à, nó đứng về nó phát biểu trước lớp như vậy đó tức là à, tức là trong cái tâm thức của họ trong cái thế giới quan của họ nó tràn đầy sự nghi ngờ à, vậy thì chúng ta phải hiểu là bộ não chúng ta nó giống như một cái thiết bị ghi âm ghi hình vậy đó nó cứ nghe rồi nó cứ thấy rồi nó nghe nó thấy nó phát ngược ra lại đó, vì khi con người không còn cái tình thương Không còn cái tình người nữa Thì lúc đó nó nguy hiểm dữ lắm các anh chị Cuộc sống cực kỳ là lo lắng, sợ hãi Rất là tội nghiệp luôn đó Thế thì cái thế giới nội tâm đó, Nó tạo ra cuộc đời của mình à, Vì vậy, tối ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu Một cái hành trình Để đầu, đầu tiên là mình xử lý chính mình Sau đó mình mới xử lý con Thế thì bây giờ nếu mà học về chủ đề tiền đó, Thì nó đó có 5 câu hỏi các anh chị ha Có 5 câu hỏi Câu hỏi số 1 đó là tiền là gì ừ. câu hỏi nghe nó rất là <laughs> có những người sẽ cười à tiền là gì cũng hỏi đó Tụi tôi là người lớn mà à, à, nhưng mà nó có một ý khác anh chị ừ. tiền là gì có những người đó là không có trả lời được câu hỏi này à nên dẫn tới cuộc đời giờ nó mới khổ đó tiền là gì các anh chị trả lời giúp tôi được khóc ừ. tiền đã là, là gì vậy theo các anh chị tiền là gì? Xin comment. Chỉ cần học xong gọi là năm cái câu hỏi và biết cách trả lời một cách gọi là chính xác. Tiền là giấy. <laughs> ok. Tiền đó. Chúng ta hình dung thế này nè. Tiền. Đó là nó nó là một cái vật ha à, ngang giá để trao đổi tương đương với những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ hàng hóa này nọ đó đó, đó. tức là nó tương đương với cái giá trị giá trị được chưa các anh chị ừ. Tiền đó, à, Là một cái vật Mà nó là Dùng để trao đổi Một những cái giá trị tương đương với những cái sản phẩm Những cái dịch vụ gì đó Ví dụ tôi cho ví dụ ha Ví dụ như Một cái tô phở nè Ở đây tôi có một cái sản phẩm Dịch vụ của tôi là tô phở Đó À, thì một cái tô phở như vậy á, Tôi định giá Nó tương đương là Phở thì bây giờ ở Việt Nam mình là trung bình Từ 30 đến 70 Có những nơi giống như ở bên nhà tôi đang ở đây là Bên đảo Kim Cương là một tô phở họ bán 80 Còn các anh chị mà vô khách sạn Rách á, Là người ta bán một tô 350 rưỡi, à, Thôi thì ta lấy cái bình thường nhất đó là khoảng 30 đến 70. Thì tôi lấy cái khung ở giữa là 50. 50.000. Vậy 50.000 nghĩa là nó tương đương với một tô phở. Được không? Đó. Rồi bây giờ mình mới đem ra mình trao đổi với một cái khác, mình trao đổi một cái khác. Ví dụ, bây giờ tôi có một cái gọi là 5 phút thuộc bài phần mềm 5 phút thuộc bài. Bây giờ vào năm học mới, cha mẹ thầy cô muốn học trò con cái của mình nó học một cách nhẹ nhàng dễ dàng đó thì tôi đã nghiên cứu cùng với đội ngũ hơn 400 thầy cô đang dạy tại các trường ở Hồ Chí Minh thực hiện một cái chương trình rất là hay và có ích cho các con đó là 5 phút thuộc bài thế bây giờ cái chương trình 5 phút thuộc bài này á à nó có cái giá tương đương là 868 ngàn trên một năm một năm học các môn học ở trên trường đầy đủ toán lý hóa văn sử địa theo từng lớp mà cứ một năm như vậy là 868 ngàn vậy thì nó tương đương với khoảng hai tô phở gì đấy đúng không ạ nó đương tương đương với hai tô phở một tháng các anh chị cứ hình dung là cứ một tháng các anh chị nhịn ăn hai tô phở à tức là thay vì mình ăn hai tô phở mình ăn hai tô mì gói là coi như con của mình đã có thể học 5 phút thuộc bài nếu dạ như mà nghèo đến mức á mà không có tiền thì hãy suy nghĩ là một tháng tôi chỉ cần nhìn hai tô phở cho con tôi thôi cho tôi hỏi ai có thể để cho con mình học nhẹ nhàng mọi thứ trên trường tức là tất cả các bài giảng rất là gọn gàng rồi có sân chơi thứ năm hàng tuần cho các con chơi vui nhận quà nhận tiền thưởng có các bạn cùng chơi cùng học hiện nay có 286.000 học sinh đang theo học chương trình này ai trong các anh chị nghĩ rằng nếu giả như mà tôi nghèo đến mức không có tiền tôi cũng sẵn sàng ăn thay vì ăn hai tô phở một tháng tháng đó tôi không ăn hai tô phở đó tôi ăn thành mì gói à, thì là đủ tiền rồi đúng không Nó đơn giản như vậy một năm học chỉ có 868 ngàn, vậy thì vị trí là cái đồng tiền này nè nó là một cái vật ngang giá để đi trao đổi vậy là vị trí là à, nếu một tô là 50 000 thì hai chục tô là một triệu mà cái này là 868.000 là chưa tới 1 triệu. Vậy là suy ra là mình đem khoảng à 17 tô phở. 17 17 tô 17 tô rưỡi. À, khoảng 17 tô rưỡi tức là gần 18 tô. Thế coi như là mình mình đem 18 tô phở nè. Mình đổi lấy cái này. Đó, thì cái đó gọi là trong cái trường hợp mà bây giờ tôi đem một cái 5 phút thuộc bài này. Bây giờ tôi muốn đổi với cái anh chị là một cái chủ của một tiệm bánh phở thế bây giờ tôi muốn gọi là các anh chị không có tiền trả cho tôi được không thì nếu mà giả như không có tiền á, thì các anh chị sẽ sao tôi tới tôi thỏa thuận với các anh chị rằng á là bây giờ tôi cho con anh chị học à, chúng tôi bỏ ra mấy triệu đô để chúng tôi làm cái phần mềm nắm phút thuộc bài thế bây giờ khi có phần mềm rồi tôi mới bán cho à, gọi là đưa ra ngoài cho con anh chị học và các anh chị gọi là tôi không có tiền thì tôi tới ăn phở để tôi trừ nhưng mà nếu giả dạ, như mà không có tiền thì lúc đó biết trừ bao nhiêu tô phở đây à thì nó rất là rắc rối thì lúc này nó có một cái công cụ trung gian đó là tiền à, nghĩa là sao cứ phở tô năm chục à vậy là cứ biết một tô phở là năm chục rồi cứ một cái năm phút thuộc bài mà học trong một năm đầy đủ các môn để cho các con của mình học một năm học nhẹ nhàng là chỉ có tám trăm sáu tám vậy quy ra đây khoảng là 10, 7.4 tức là 18 tô 18 tô phở đó vậy là tiền nó trở thành một cái vật trung gian để trao đổi giữa hai cái dịch vụ sản phẩm à, hoặc là để sử dụng để mua những cái sản phẩm những cái dịch vụ và nó có ý nghĩa là ngang giá à, tương đương được không ạ vậy thì khi nhìn vào cái hình vẽ này khi nhìn vào cái hình vẽ này thì các anh chị tôi thấy là có những người á mỗi lần mà vào những cái lớp học hoặc là đến mà có cơ hội tôi gặp họ họ hay nói gì nè thầy thầy thì thầy chỉ em à, gọi là kiếm tiền đâu kiếm tiền sao không thầy tôi nói tiền ở đâu mà kiếm đầu tiên là mình hiểu tiền là nó là một cái vật để mình ngang giá để mình trao đổi giá trị giữa những cái sản phẩm dịch vụ vậy thì bây giờ mình muốn có tiền thì mình phải làm sao mà mình tạo ra cái gì các anh chị mình muốn có tiền thì mình phải làm sao mình phải tạo ra cái gì ạ à? mình phải có những cái sản phẩm mình phải có những cái dịch vụ được không ạ để mà mình tạo ra tiền. Được không? Ờ. À. Rồi. À. Câu hỏi số 1 là tiền là gì? Thì câu trả lời là nó là một cái vật ngang giá. Tương đương giá. À. Để chúng ta trao đổi hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ nói chung. À. Thế bây giờ nếu mà câu hỏi là số 2 đó. Làm sao để có tiền? Câu hỏi số 2. Làm sao để mà có tiền? À. Làm sao có tiền? Làm sao có tiền? Thì câu trả lời nó nằm ngay trên cái bảng này rồi. Tức là sao? Mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm, những cái dịch vụ à để mà mình gọi là cung cấp cho thị trường. À thì cái nhóm người này, cái nhóm này nè thì chúng ta gọi họ là chuyên gia. Chuyên gia chuyên gia tức là những người làm ra ví dụ như là chuyên gia nấu phở nè à chuyên gia gọi là à, cắt tóc này chuyên gia kế toán này à một chuyên gia thiết kế này đó chúng ta chỉ cần tạo ra sản phẩm dịch vụ gì đó thì chúng ta được gọi là chuyên gia khi chúng ta có sản phẩm có dịch vụ thì chúng ta có tiền được chưa vậy thì cái tiền nó cao hay thấp nó tùy vào cái sản phẩm dịch vụ của mình là cao hay thấp và có một cái nguyên tắc chúng ta ghi xuống các anh chị chúng ta ghi xuống có một cái nguyên tắc ở trong cái việc mà tạo ra tiền đó là sao nếu mà mình thích làm những cái mình làm chuyên gia gì cũng được hết á nhưng mà cái việc gì mà mình làm nó càng dễ thì tiền đó, à nó càng tức là cái gì mà dễ tức là nhiều người người ta sẽ làm thì cái tiền nó sẽ ít và càng cái sự cạnh tranh nó cao nên cuộc đời mình càng ngày càng khó khăn Ví dụ như hồi xưa Grab nó mới ra Grab Buy nó mới vào Việt Nam mình á à, Khi mà Grab mới vào Việt Nam Thì những cái người đầu tiên mà chạy Grab Họ nói rằng họ kiếm một ngày cả triệu đồng luôn đó các anh chị Một ngày họ kiếm cả triệu đồng luôn á Nhưng mà bây giờ thì không Kiếm được có 100, 200 thôi Là vì sao? Bởi vì cái công việc đó chỉ cần ai có xe máy là làm được À vì vậy á, là sao? Nó cạnh tranh quá nhiều Và dẫn tới là có thể thời gian đầu kiếm được cả triệu một tháng Có nghĩa là 3, 1, một ngày tức là một tháng có tới 30 triệu là nó tương đương với một cái người đi làm văn phòng mà gọi là nhân viên văn phòng có kinh nghiệm đó được không các anh chị à, vậy thì nhưng mà nếu mà khi bởi vì nó dễ nên dẫn tới là sao nhiều người cạnh tranh vì rất là nhiều người làm được nên dẫn tới là sao cuộc sống mình càng ngày nó càng khó nên có một câu nói mình phải dạy cho con mình là sao muốn làm việc dễ đời ngày càng khó muốn làm việc khó đời ngày càng dễ à, Nếu mà mình muốn làm việc dễ Thì cái cuộc đời của mình nó sẽ càng ngày càng khó Đó tôi liên tục nói như vậy với con tôi và các học trò của tôi Có muốn kiếm tiền Anh chị comment câu đó xuống đi các anh chị À Có nghĩa là khi mà mình muốn làm việc dễ Thì cuộc đời mình càng ngày càng khó Đó giống như mà mình chỉ muốn xách cái xe ra là kiếm tiền Thì gọi là chạy Grab, chạy xe ôm Thế bây giờ khi mà ai cũng có xe máy Cũng đều có thể chạy ra làm Grab hết Thì cái sự cạnh tranh nó quá lớn Và dẫn tới là cuộc đời mình càng ngày càng khó còn nếu những người mà thích làm việc khó thì đời càng ngày càng dễ giống như tôi đây là một ví dụ gần gũi nhất dễ hiểu nhất tức là khi mà tôi luyện tập à tôi làm những cái sản phẩm công nghệ này nó vô vàng khó khăn luôn nó khó khăn về rất là nhiều thứ luôn à nhưng mà mình cứ làm cứ làm cứ làm nó khổ lắm thời gian đầu làm hồi xưa thầy tôi qua Việt Nam thầy tôi dạy cũng 2.000 học sinh đó các anh chị mà bây giờ số người còn tồn tại mà làm công việc gọi là về não bộ phương pháp bây giờ đếm trên đầu ngón tay thôi à, năm mười người gì đó thôi vậy là cái số người kia họ họ khó nên họ bỏ họ bỏ cứ gặp khó là họ bỏ gặp khó là họ bỏ hai ngàn người mà dần dần nó còn ngàn tám nó còn ngàn rưỡi nó còn một ngàn nó còn tám trăm bây giờ cả nước mình chỉ có năm đến mười người làm cái công việc mà thầy tôi đã truyền trao là cùng bởi vì nó có những giai đoạn nó cần mình phải kiên trì vượt qua nhưng những người đó họ đã không kiên trì vì vậy một cái đức tính rất là quan trọng nhất định chúng ta phải có và dạy cho con của chúng ta đó là sự kiên trì khi mà có cái sự kiên trì thì mình vượt qua cái đoạn đó và bây giờ thì những cái người đó họ bỏ cuộc bỏ cuộc họ đi làm nghề khác hết rồi à họ có những người rất là thông minh có những người rất là giỏi giang cái giai đoạn đầu nhưng bây giờ tới những lúc mà luyện tập mà khó khăn hoặc là cái thị trường nó mới quá giống như tôi làm cái chương trình 5 phút thuộc bài trời ơi mới đầu nó khổ lắm chưa ai hiểu à, người ta mua về người ta không xài rồi người ta không biết nó là cái gì còn bây giờ thì Mỗi ngày đây tôi rút cái điện thoại ra <laughs> Tôi nhìn thấy tài khoản nó chạy chiêu 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 anh chị coi Đó Mình thấy tài khoản nó, à, Cái biến động về tài khoản nó, Chạy liên tục à. à Tôi ngồi đấy biến động khó thể Nó chạy liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục à. Đó Cứ kêu tít 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 Là thấy 868 868 5 triệu 168 Tức là một cái tài khoản mà 12 năm Là gọi như là một ngày đầu tư cho con có 1 ngàn bạc thôi à, một ngày một ngàn bạc rất là rẻ luôn gói 12 năm gói một năm nó cứ báo liên tục như thế này à, vậy thì cái giai đoạn đầu mình phải chấp nhận nó khổ à, nhưng mà bây giờ mình mình biết rồi tài khoản cứ được bán ra đều 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 hàng giờ hàng phút hàng ngày như vậy được không các anh chị nên là mình làm cái gì thời gian đầu nó cũng khó khó chứ còn nếu mà nó dễ thì mình cái người nào mà ham làm việc dễ là chắc chắn cuộc đời họ càng ngày càng khó được không các anh chị đó cũng giống như khi mà tôi dạy cái phương pháp mà trên 5 phút một bài này. Tôi nói với các học trò tôi là thầy nói trước cho biết nha. Các con lúc mà mới học cái phương pháp á, các con phải dành ra một cái khoảng thời gian 10 ngày, 21 ngày để luyện tập. Nó hơi hơi, ban đầu nó hơi chưa có thuộc á, nó chưa quen nó tụi con. Nó giống như tụi con sách xe đạp, tụi con chạy á. Đâu phải cứ ba mẹ mua cho con cái xe đạp cái là con biết chạy liền đâu. Ai đồng ý với tôi rằng á là là cha mẹ mua cho, mình mua cho con mình chiếc xe đạp, đâu có nghĩa là nó chạy được liền đâu. Nó phải có một thời gian luyện tập nó mới chạy được chứ. Ai đồng ý comment vào. DI, DI tức là đồng ý. Đồng ý không các anh chị? nên tôi nói trước với các học trò tôi là, hỡi hey, tụi con, tụi con đừng có nghĩ là cha mẹ cứ trang bị cho cái tài khoản 5 phút thuộc bài, là ngay lập tức tụi con trở thành một cái người học thuộc bài tại lớp nha. Tụi con làm ơn bỏ ra 10 ngày đến 21 ngày luyện tập liên tục mỗi ngày 30 phút cho thầy. Được chưa? À, liên tập liên tục liên tục cho thầy đó, đó. tài khoản nó kết hoạt liên tục liên tục như vậy à, à, cứ báo cái cái biến động về tài khoản à, một năm 12 năm một, một năm 12 năm vậy thì làm cái gì nó cũng phải từ từ chứ không phải cái gì cũng đòi liền liền là không có được đó vậy thì nếu như mà mình muốn có tiền làm sao để có tiền thì câu trả lời là anh hãy tạo ra sản phẩm tạo ra dịch vụ à thì anh được gọi là chuyên gia đây tôi là một chuyên gia tôi tạo ra những cái khóa học tôi tạo ra cái à, cái công nghệ cái phần mềm để hỗ trợ học tập à, cho thầy cô cho học sinh thì đó là tôi là một chuyên gia nhưng mà có những người á họ không có muốn làm chuyên gia tức là họ không muốn tạo ra sản phẩm dịch vụ mà họ chỉ muốn kinh doanh thôi thì họ được gọi là thương gia có một cái nhóm người thứ hai à họ tên là thương gia à vậy thì có những người ra sao Họ không có phải là chuyên gia trong một lĩnh vực nào hết Nhưng mà bất cứ ai làm ra sản phẩm gì là họ bán à, Tức là cứ làm ra Rồi họ sẽ là người đi mua đi bán lại Chúng ta biết là trong một cái doanh nghiệp đó, Nó có Ba cái trục cơ bản như thế này à, Cái trục đầu tiên đó, Người ta gọi là sản phẩm Trục thứ hai người ta gọi là bán hàng Và trục thứ ba là vận hành Và hiển nhiên ở giữa nó sẽ đẻ ra một cái gọi là lợi nhuận Đó à một cái doanh nghiệp nó chỉ đơn giản vậy thôi à vậy thì trong những cái trục này theo các anh chị sản phẩm nè tức là làm ra sản phẩm nè là ông này là ông chuyên gia nè chuyên gia những chuyên gia sẽ làm ra những sản phẩm được không ạ à? những người thợ những người chuyên gia à thế bây giờ còn thương gia tức là những cái người mà họ làm chủ cái công ty này hoặc là chí ít họ là một người bán hàng này họ là một người bán hàng à, và theo các anh chị trong ba cái trụ này, sản phẩm bán hàng và vận hành thì cái nào tỷ trọng phần trăm nó cao nhất theo các anh chị? Theo các anh chị là sản phẩm này, bán hàng, này, vận hành này. À thì cái nào là nhiều nhất? Sản phẩm, bán hàng. Rồi, ờ, sản phẩm. À các anh chị cứ comment đi. Cứ, cứ nghĩ sao nói vậy nhé cái cách mình nghĩ cho biết là mình tiền nhiều hay tiền ít và mình cứ nói thật lòng mình hiểu sao mình nói như vậy à, lúc mà tôi tham dự những cái lớp học như thế này các thầy của tôi họ cũng liên tục nói các bạn hãy nói hết ra để cho tôi hiểu các bạn các bạn nói đúng cái cái các bạn nghĩ chứ đừng có thấy người ta comment sản phẩm nhiều quá rồi mình cũng comment sản phẩm à, được không và cái câu trả lời đó là sao các anh chị Tùy cái sản phẩm tùy cái sản phẩm được không ạ à? tùy cái sản phẩm những cái sản phẩm mà ví dụ như là bất động sản à, à những cái sản phẩm gọi là nó mang cái tính chất là gọi là cái giá trị nó cao được không Thì đó thì người ta gọi là họ sẽ gọi là có cái đầu tư có thể cho sản phẩm là ví dụ như bán được cái nhà đó à, được 10 tỷ đó thì họ cho cái người bán hàng là một phần à, tức là 100, 100 triệu được không ạ à? Đó, đây có những cái sản phẩm là nó, nó 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 thiên về cái giá trị cao, giống như là một miếng đất. À ví dụ như vậy. Nhưng còn những cái sản phẩm mà cái giá trị bình thường. À gọi là những cái sản phẩm hàng tiêu dùng các kiểu đó thì các anh chị biết là cái mà nó ngốn rất là nhiều cái tiền đó là cái chỗ bán hàng này. À trước bán hàng này nó phải có một động tác là marketing nữa. Marketing và bán hàng là hai cái mà người ta sẽ chi tiền nhiều nhất à, chi tiền nhiều nhất à, ví dụ như là một cái điện thoại à, mà giá của nó là 100 đồng thì ở bên cái sản phẩm này nó chỉ được dao động trong khoảng 30 đến 40 phần trăm thôi đó còn lại trên này á hoặc là thậm chí nó chỉ được có hai chục ba phần trăm thôi còn trên này nó cũng phải tương đương một cái giá trị như vậy ba bốn chục phần trăm vận hành thì phải ít ít thôi và đặc biệt là thế giới hiện đại như ngày nay thì vận hành nó phải ít thịt ít, ít à, tiết giảm mặt bằng tiết giảm các kiểu à, thì nó mới có cái 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 business này nó mới chạy được và trong những cái sản phẩm mà bình thông thường à, mà thường dùng mỗi ngày ở nhà thì cái phí bán hàng là nhiều nhất ví dụ như mình thấy rằng người ta mua của một cái ký chôm chôm của mình á tại vườn á có thể là nó chỉ có 5.000 thôi được không À, vừa rồi là mùa hè đó à, Chúng tôi à, Vừa rồi đó là chúng tôi mua Nguyên một cái vườn trôm chôm trôm chôm, Sát Hitalen Trôm chôm trôm chôm ở Hitalen là nó hết quả rồi à, Chúng tôi mới mua một cái vườn gần đó Với một cái phí mà bà chủ vườn Bà định giá là cứ một ký là Bà tính có 5 ngàn đó, Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài chợ Chúng ta thấy người ta mua sao Người ta mua cho Người ta bán cho chúng ta một ký Nó có thể lên tới 30 ngàn À là bình thường đó, Nó là như vậy Vậy thì cái câu chuyện là cái chi phí bán hàng. À, nên à, chúng ta thấy là khi làm sản phẩm. Á, thì chúng ta có thể rất là cực. Nhưng mà cái người bán hàng. Họ không làm sản phẩm. Nhưng mà họ kiếm được nhiều tiền hơn mình. Được không ạ? À? Họ kiếm được nhiều tiền hơn mình. Và đó là nguyên, nguyên tắc đó. Họ kiếm được nhiều tiền hơn mình. Mình làm rất là cực. Họ chỉ tới họ bán thôi. À, nên mới có cái câu nói là. Phi thương là bất phú. Tức là không biết buôn bán là không có giàu. Vậy là. Cái công việc mà bán hàng. Là một cái công việc mà nó kiếm được tiền và rất nhiều tiền mà không cần phải làm ra sản phẩm gì hết. Nhưng mà cái giá để trở thành một người bán hàng đó là mình đầu tiên là phải gì ạ? Để trở thành một cái người mà gọi là biết kinh doanh á thì đầu tiên là gì ạ? Theo các anh chị là phải làm gì? À đúng rồi. <laughs> Hay quá. Tức là mình muốn trở thành người bán hàng thì đầu tiên là phải học bán hàng. Rồi thứ hai nữa là gì ạ? Học bán hàng. <cười> học, <cười> học bán hàng. Rồi hai gì nữa ạ? Mình phải à luyện tập, tức là mình thực hành á. Recording in progress. Nhưng mà khi luyện tập này á, cái khủng khiếp nhất là gì biết không ạ? Người bán hàng họ họ gặp cái gì mà các anh chị biết khủng khiếp nhất không ạ? tại sao có, biết, biết là phi thương thì bất phú nhưng mà tại sao à đúng rồi hay quá đó là gì từ chối con người sợ sợ bị từ chối nó bị quê đúng không ạ à? nó bị xấu hổ à tức là khi mình mình đi kinh doanh á mình mua bán á à thì mình bị người ta từ chối thì thứ nhất là mình bị quê à mình bị xấu hổ rồi sao nữa ạ à? nếu mà hàng mà nó có hàng sử dụng á thì nó hư nó thối nó hết hàng sử dụng và mình mất tiền đó nên đó là những cái rào cản à gọi là của những người bán hàng ừ. và tôi thưa với các anh chị là trước đây tôi là một cái người á tôi không có rành về kinh doanh à không có rành về kinh doanh tôi mặc dù tôi mở cái doanh nghiệp ra tôi cũng làm nhưng mà tôi không có rành tôi chỉ giỏi về cái phần chuyên gia này thôi tức là tôi chỉ giỏi làm sản phẩm thôi và tôi đã gọi là té lên té xuống phá sản một lần phá sản hai lần Đúng không à? À, tôi đã phá sản hai cái doanh nghiệp của mình trước đây <laughs> chỉ vì cái tội là sao chỉ là một người làm sản phẩm giỏi và không biết kinh doanh nên dẫn tới sao ạ à? mình rất là cực luôn à, và khi mà mình ra mình gọi là mình bị từ chối mà mình không biết cách xử lý à, abc thì dẫn tới là sao cái doanh nghiệp của mình nó không phát triển được à, còn bây giờ khi mà mình hiểu rồi thì tự động mình sẽ làm cho doanh nghiệp mình nó phát triển một cách bình thường. À, các anh chị có muốn học về kinh doanh không? Ai muốn học kinh doanh comment muốn vào. À ông bà mình đã dạy là phi thương thì bất phú, tức là không kinh doanh thì không có giàu. Nhưng mà kinh doanh là phải học. À, à. và có một cái nhóm người nữa, đó là hai cái này họ làm được luôn. À đó họ là Cả chuyên gia mà cả luôn cả thương gia. Chúng ta gọi vui là gia gia. <laughs> gia gia. Đó là người này. À, người đang đứng trước mặt các anh chị đây. Là người biết làm chuyên gia. Biết làm thương gia. Nghĩa là gia gia là chơi được luôn. <laughs> được không các anh chị? Nhưng mà xuất phát điểm của tôi là tôi chỉ là một chuyên gia thôi. Có nghĩa là tôi chỉ yêu cái gì của tôi đang làm. Và tôi cứ làm làm làm, làm về cái đó thôi. Tôi không có hiểu gì về cái gọi là thương gia hết. Và sau khi mà tôi đi học, tôi đi học thì tôi biết ra rằng là à thì ra để xây dựng một cái doanh nghiệp à, lớn mạnh để tiền nó nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi số 3. Hồi nãy chúng ta vừa nói là tiền là gì? Làm sao để có tiền? Và đến câu số 3 là sao? Câu số 3 của chúng ta là làm sao để có nhiều tiền? Làm sao để có nhiều tiền Đó, làm sao để có nhiều tiền Rồi, các anh chị có muốn biết cách có nhiều tiền không? Ai muốn thì comment muốn muốn Ai cực kỳ muốn thì comment cực kỳ muốn Làm <laughs> sao để có nhiều tiền Chủ đề này hay đó Mỗi lần nói tới đây là tôi biết ơn những người thầy của mình lắm Bởi vì họ đã giống như họ Họ, họ, họ cho tôi một cuộc đời mới vậy đó Tôi trước đây là một chuyên gia. Tức là tôi làm chuyên môn và tôi rất là đam mê những gì tôi làm. Mặc dù tôi thấy tôi làm rất rất là nỗ lực luôn. Tôi làm rất là tận tâm luôn và tôi cũng tự hào về sản phẩm của tôi lắm. Tôi tự hào về khóa học của tôi, tôi tự hào về công ty của tôi, chỉ có cái không có tiền thôi. <laughs> Kiếm được tiền là vừa đủ xài mà có tháng đủ tháng thiếu. À, tiền vào cửa trước là đi ra cửa sau. À, làm tháng nào là xào hết tháng đó à, suốt ngày cứ phải đi thuê mướn nhà à, chứ không có tiền để mà mua cái nhà à, đó khổ vậy đó à, tiền tới tiền học của con là nó căng thẳng nghe nó nói nó đóng tiếng anh mới có mấy triệu thôi à, nghe ba ơi con đóng ba tháng tiếng anh hết đâu khoảng 3 triệu 5 triệu là cũng là đã là một nỗi lo rồi đúng không ạ à, ai bị cái cảm giác đó không có anh chị nào à, thực sự thấy mình cũng đang ở trong cái cảm giác là tiền của tôi nó chưa có thoải mái tiền vào cửa trước nó đi ra cửa sau làm hết tháng nào thì xào tháng đó xong mà nó vất vả quá <laughs> các anh chị nào đang ở trong giai đoạn đó comment số 1 vào còn có những anh chị thì đã qua được giai đoạn 1 nó đến giai đoạn 2 đó là sao tiền thì không có thiếu nữa mà chỉ có thiếu sức khỏe với thiếu thời gian thôi <laughs> nếu các anh chị đang ở giai đoạn 2 thì comment vào 2 còn đến giai đoạn 3 tức là tiền dư thời gian thoải mái thì đó là giai đoạn 3 anh chị đang ở giai đoạn nào anh chị đang ở giai đoạn nào một hay hai hay ba rồi à. à, một nhiều quá ha à, cũng có hai à, chưa thấy ai comment 3 ba hết hả à, ok không sao mình cứ từ 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 bước mình phát triển cứ từ một mình bước qua hai từ hai mình bước qua ba à, nhiều khi từ ba cái mình thấy cũng chưa ổn cái mình lại phải quay lại hai là bình thường đúng không ạ à? à, cứ bình thường thôi ừ, cuộc sống mà làm sao để có nhiều tiền à bây giờ chúng ta hiểu rồi thế này một ngày á thì chúng ta chỉ có bao nhiêu tiếng các anh chị à một ngày mình chỉ có là 24 giờ đồng hồ phải không một ngày mình có 24 giờ Thì cái giờ đầu tiên 8 giờ chia làm 3. Một cái người bình thường á là một ngày, tôi nói người bình thường nha. Tức là một ngày ai cũng có 24 giờ và một người bình thường á là họ dành 8 tiếng này nè là để làm việc. 8 tiếng này là để làm làm việc. Rồi, 8 tiếng này á là để giải trí. Vui chơi giải trí. Ơi, phim cà phê tắm dốc nè chơi với con cái ha à, và 8 tiếng còn lại là để họ ngủ à, họ ngủ nghỉ ngơi số lượng giờ ngủ trưa ngủ tối cộng lại 8 tiếng đó là người bình thường đó người đó người bình thường nhưng mà có một số người bởi vì tiền mình nó đang thiếu Nên mình đem việc về nhà mình không có chơi với con mình mình lấy luôn cái thời gian của gia đình, thời gian giải trí này cộng lại thì tổng vòng nó cũng được mấy tiếng các anh chị. 16 tiếng là cùng hết. Tức là có những người à cho tôi hỏi các anh chị nếu mà các anh chị là người bình thường, tức là biết chia việc ra là làm 8 giờ, nghỉ ngơi vui chơi 8 giờ, ngủ 8 giờ thì gõ vào bình thường. Còn ai mà gọi là không như vậy thì mình ghi là không à, ai mà không như vậy comment số không vào giùm tôi hu hu là sao có <laughs> nghĩa là ai là mình đang là một người sống theo cái kiểu là 8 giờ làm việc ở trên công ty từ 5 giờ cho tới 17 giờ à, từ 8 giờ sáng tới 17 giờ tức là 5 giờ chiều rồi sau đó mình có thời gian mình đi bơi mình uống cà phê mình chơi với gia đình rồi sau đó thì có thời gian gọi là ngủ tối ngủ trưa cộng lại khoảng 8 tiếng người đó gọi là người bình thường còn ai đang không như vậy thì comment số không vào à có nhiều người bình thường và cũng có nhiều người không đúng không à. vậy thì cái câu chuyện là ở đây nếu giả như mà chúng ta muốn có nhiều tiền mà thời gian chúng ta mà nó tối đa làm thì cũng chỉ có 16 tiếng thôi có những người còn làm luôn cả khuya luôn tức là làm sao 20 tiếng luôn trời ơi ghê. tức là làm luôn thâu đêm luôn ngủ được có mấy tiếng thôi Tôi đã từng làm việc như vậy tôi rành lắm à, Trước đây tôi là cái người làm 16 tiếng 20 tiếng là bình thường Đỡ không à? nên tôi rất là rành cái này à, Bây giờ khi mình làm như vậy Thì cuối cùng á, nó cũng có một cái giới hạn là 16 hoặc 20 tiếng Thì nếu mà mình muốn có nhiều tiền ở đây á, Thì thời gian nó đã giới hạn rồi Khi mà mình bị giới hạn về thời gian này Số 1 này là giới hạn về thời gian thì làm sao giàu được trời đúng không thứ hai là giới hạn về trí tuệ tức là mình cái đầu của mình nó biết được chừng đó thôi và thứ ba giới thiệu về sức khỏe cái giới hạn của mình về sức sức khỏe mình đâu có khỏe mà làm làm 20 tiếng mà làm liên tục liên tục một thời gian chắc chắn là sẽ bị bệnh chết thôi con người mà nếu mà mình làm lâu lâu mình làm một ngày 16 tiếng không sao à Một tháng mình làm khoảng 3 ngày 5 ngày thì không sao Chứ ngày nào mà cũng liên tục 16 tiếng 16 tiếng 16 tiếng chắc chắn sẽ bị bệnh Ai đồng ý với tôi là nếu mà làm việc trong một thời gian kéo dài như vậy Chắc chắn sẽ bị bệnh Comment vào đồng ý à, Anh em đồng ý với tôi là chắc chắn là bị bệnh Đừng có nói lui tới gì hết chấm mất công Đã thấy không Vậy thì nếu như mà mình bị giới hạn bởi thời gian mình bị giới hạn bởi sức khỏe mình bị giới hạn bởi cái trí tuệ tức là sự hiểu biết của mình thực ra tôi cũng chỉ biết được một số kiến thức nhỏ bé trong cái lĩnh vực về con trẻ à và có một số kiến thức nhỏ bé trong lĩnh vực về xây dựng một cái doanh nghiệp mà từ zero tức là từ hai bằng tay trắng à để tạo ra công ty tâm dư lực như hôm nay thì tôi biết chừng đó thôi chứ biểu biết nữa là tôi không biết À, và đặc biệt ngay trong công ty đó hỏi làm kế toán là tôi không biết làm rồi đó, à tôi chỉ hiểu được những cái kiến thức nền tảng à để lãnh đạo thôi chứ còn biểu mà gọi là kế toán này, treo các cái khoản các cái ngân sách đồ các kiểu rồi sổ sách đồ hóa đơn chứng từ chi tiết là tôi không có rằng vì vậy nếu giả như mà mình bị giới hạn bởi trí tuệ bởi thời gian bởi sức khỏe như vậy thì mình không thể nào mà có nhiều tiền được à mình không thể nào có nhiều tiền được vì vậy muốn có nhiều tiền thì phải sao các anh chị theo các anh chị muốn có nhiều tiền chúng ta phải làm sao phải làm sao đây làm sao để mình có nhiều tiền đây mình phải có gì có nhiều người mình phải có nhiều người được không các anh chị các anh chị comment vào có nhiều người có tài thì cũng chỉ có một người thôi có tài là chỉ có tiền thôi. Còn có nhiều tiền mà mình tới câu số 3 rồi mà. Bởi vì mình không rõ cái này nên dẫn tới cuộc đời mình nó mới khổ đó. Mình cứ nghĩ là có tiền là có tài, có tài là có tiền là không có phải. À, nếu mà một mình mình có tài mà mình làm hết sức hết lòng thì cũng có 16 tiếng. Mà ngày nào cũng làm 16 tiếng thì chết tới nơi rồi chứ. Cái tiền mà mình kiếm được đó chỉ đem đi bệnh viện thôi chứ có làm gì được đâu mà các anh chị đồng ý này không ạ? À? nên chắc chắn mình phải có nhiều người, hoặc là mình phải có cái thứ hai đó là phải có công công nghệ, công cụ, à máy móc này kia, đó à. ví dụ để tôi cho với các anh chị khi tôi làm tâm trí lực tôi làm cái chương trình 5 phút thuộc bài thì nếu như mà ngày trước tôi dạy lắm Tức là tôi có tài Tôi có cái tài của tôi à, Truyền hình, truyền thông là người ta cứ đưa tin à. Thầy Nguyễn Phùng Phong là người đầu, Việt Nam đầu tiên xác lập thành công kỷ lục Siêu trí nhớ Việt Nam, siêu trí nhớ thế giới Người ta phỏng vấn Ôi ôi rồi bắt đầu Samsung, DKFH rồi Rất là nhiều tập đoàn à, Các công ty, các trường đại học Họ mời tôi đi dạy Trời ơi lúc đó là tôi nói Ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng tới tối Từ sáng đến tối, từ sáng đến tối đúng không ạ, à? Samsung nè, rồi DKF nè, đại học Bách Khoa nè, Ồ, nói chung là các trường đại học rồi các doanh nghiệp họ mời đi dạy đi dạy dạy, à và cứ làm làm từ sáng tới tối từ sáng tới tối từ sáng tới tối trời ơi trời ơi, nhưng mà làm một mình như vậy thì có nhiều tiền được không các anh chị? Nó có nhiều tiền được không ạ? À? Nó không nhiều tiền được, nên hồi nãy tôi thấy có người comment là muốn nhiều tiền phải có tài cái đó là điều kiện cần chứ mà chưa chắc là điều kiện đủ đâu à nó không phải nên là khi mà tôi cứ làm rất là nhiều năm mà cứ làm rất là cực luôn à mặc dù mình có tài rồi đó mình được người ta công nhận rồi đó à các trường các công ty rồi người ta mời nhiều rồi đó nhưng mà cuối cùng cái thời gian mình nó có hạn cái sức khỏe mình có hạn Và nói tới đây là tôi vô cùng biết ơn anh tổng giám đốc của tổ chức kỷ lục việt nam á anh cứ nhìn thấy tôi cái anh lại nói vậy nè phong ạ à, em phải nghĩ ra cái cách gì mà để khi em không làm nữa nó vẫn có tiền chứ nếu như mà em cứ đi tiếp tục đi làm như thế này à thì em sẽ mệt chết thôi anh thấy tôi cứ sách cặp đi dạy từ sáng tới chiều từ chiều tới tối mặc dù lúc đó cũng kiếm được nhiều tiền nhưng mà cái nhiều ở đây là nhiều nhiều hơn so với trước đây ví dụ như trước đây tôi chưa có xác lập thành công được kỷ lục thế giới thì những cái trung tâm mà họ dạy cho con trẻ họ mở họ mời tôi ví dụ như là Adam Cool uh, Education rồi đó À, họ mời tôi đến giảng đó Là cứ một buổi họ trả cho tôi 5 triệu Một tháng như vậy họ trả cho tôi 5 triệu À, tức là nhiệm vụ của tôi làm tháng giảng 4 buổi Họ trả cho tôi 5 triệu Được không ạ? À? Thì đó là tiền gọi là đủ sống Vậy làm tháng họ giao cho tôi 4 lớp là tôi được 20 triệu 5 lớp là tôi được 25 triệu Các cái trung tâm họ trả cho tôi một cái mức khoảng khoảng đó Nhưng mà khi tôi có một cái kỷ lục thế giới một cái là khác ạ à một cái chương trình mà tôi dạy cho Samsung mà nguyên một ngày từ sáng tới chiều là 80 triệu. Được không ạ? À? À, 80 triệu một ngày. Đó. Vậy thì suy ra là mình có nhiều tiền hơn nhưng mà nó vẫn bị giới hạn bởi vì thời gian, sức khỏe của mình nó bị giới hạn. Đó. Vậy thì đó cũng không phải là cách để kiếm ra tiền. Mà các anh chị biết cứ đi giảng liên tục như vậy nó mệt lắm. Các anh chị biết gì đó không? Mình giảng nó rất là mệt luôn. Mình về tới nhà là tay chân thà Lè lưỡi ra à nhiều hôm mệt đến mức mà không cởi nổi bộ đồ luôn nằm xuống giường là ngủ luôn đó có những hôm là vợ phải cởi giùm đồ đó mệt lắm à, à và mình thấy rằng cách làm đó không thể nào kiếm được nhiều tiền có thể nó nhiều hơn trước đây thôi à khi mình có tài có thể mình kiếm nhiều tiền hơn người bình thường thôi chứ còn kiếm nhiều tiền thật sự là không có phải vậy thì tôi học được cái điều đó tôi lập tức hành động ngay tức là bây giờ hiện nay đối tác của chúng tôi trên toàn quốc khoảng 4.500 đối tác à, Tức là tôi làm ra phần mềm 5 phút thuộc bài Nhưng mà tôi không có đem nó để tôi tôi đi, đi bán một mình tôi Được không ạ? À, tức là tôi không có đem cái phần mềm đó đi bán à Để mà tôi kiếm tiền Mà tôi làm Đầu tiên là tôi đóng gói kiến thức của mình Kinh nghiệm của mình Thành phần mềm Thành, thành ra sách Nhưng mà sau đó tôi không bán một mình mà tôi sẽ đem tiền đó tôi chia Thay vì trước đây tôi bán được uh, Ví dụ như 960 uh, 868 ngàn đi Thì uh, tôi được lãnh hết Nếu mà tôi tôi làm ra rồi là tôi đi bán luôn Nhưng bây giờ thì tôi tôi hiểu rằng không được Muốn có tiền không được làm một mình Lúc đó tôi mới đem ra tôi chia cho Những uh, anh em, bạn bè, phụ huynh Có con đang học trong cộng đồng của tôi Tôi nói với họ rằng à, tôi có cái sản phẩm 5 phút thuộc bài nè Nó giúp cho các con thuộc bài ngay tại lớp Yêu thích việc học được không ạ? À? Và giá của nó là Một năm như vậy là 868 ngàn học đầy đủ các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, tiếng Anh các kiểu à các môn học ở trường. Vậy thì à, như vậy thì anh chị đi bán nó giúp tôi đi, giới thiệu giúp cho tôi đi. Rồi tôi sẽ chia tiền cho các anh chị. Đó. Nếu các anh chị bán à, tùy theo mức bán nhiều ít. Nếu mà bán ít thì được chia ví dụ như là 20%, 30%, bán nhiều lên được chia 50%, thậm chí được chia luôn 65%. Có nghĩa là tôi chỉ xin lấy cái tiền sản phẩm của tôi làm ra thôi Còn tiền bán hàng là tôi giao cho các anh chị đó Có nghĩa là mình mình làm ông với họ Và như vậy thì mình có 4 ngàn rưỡi Bây giờ cho tôi hỏi các anh chị Nếu mà tôi đang có 4 ngàn rưỡi đối tác Thì tôi một ngày họ chỉ cần làm cho tôi một giờ thôi Mỗi người chỉ cần làm một giờ Bây giờ có những đối tác làm từ sáng tới tối Làm từ sáng tới từ chiều Có người làm nguyên buổi sáng Nhưng mà tôi cho trung bình một người làm một giờ thôi Một ngày họ làm một giờ thôi thì một ngày của tôi có mấy giờ Theo các anh chị Như vậy thì một ngày tôi có mấy giờ À chính xác rồi đó Như vậy là một ngày Mà nếu mà trước đây của tôi là một ngày tôi chỉ có cao lắm 16 giờ Nhưng bây giờ một ngày của tôi đã qua là 4 rưỡi giờ rồi Theo các anh chị Tôi làm hết sức luôn Cũng chỉ được có 16 giờ Về tới nhà là thả tay ra là nằm ngủ mất tiêu luôn Nhiều hôm vợ phải cởi dùng dây nịt Cởi áo cái quần giúp luôn Vậy thì câu hỏi là Nếu như mà làm 16 giờ Giỏi lắm đi nữa cũng là 16 giờ Vậy thì câu chuyện là 16 giờ với 4 ngàn rưỡi giờ Cái nào nhiều tiền hơn Theo các anh chị Theo các anh chị cái nào sẽ nhiều tiền hơn bốn ngàn rưỡi nhiều hơn đúng không nhiều hơn rất là nhiều luôn chứ phải không à, nhiều hơn rất là nhiều ai đã hiểu được một phần kiến thức của cái việc có nhiều tiền rồi ai đã hiểu được cái gì đó rồi hiểu được cái cách làm rồi à, tôi vừa trình bày rất là đầy đủ một cái phần đầu tiên rồi đó được không ạ à? ừ không cần biết mình làm lĩnh vực gì chỉ cần cái đầu của mình nó có tư duy đúng thôi là vận mệnh của cuộc đời mình sẽ thay đổi và tôi vô cùng biết ơn những người thầy của mình họ đã dạy cho mình hiểu chứ nếu không là mình cứ đi làm chuyên gia mãi thôi và bây giờ nè ở đây đang có rất nhiều người là bác sĩ nè kế toán nè kỹ sư nè à tôi có một cái người học viên ảnh là là kỹ sư à gọi là hai năm kinh nghiệm cho tập đoàn xây dựng hòa bình à bà nào đó xuất hình của nhất linh lên à, tôi giới thiệu về nhất linh cho các anh chị anh ta đi làm mà ở công ty thì giỏi lắm cũng vài chục triệu thôi và sau khi anh ta nghe được cái điều mà tôi đang nói cho các anh chị nghe đây nè anh ta đã về anh ta thiết kế lại cái cuộc đời của anh ta à, và bây giờ anh ta kiếm được đó, kỹ sư qs đó, các anh chị lên tìm cái anh này à, facebook của anh ta là à, nhất nghệ nhất linh à, hay lắm à, huỳnh nhất linh à, các anh chị lên tức là anh ta đã biết cái hiểu ra rằng là nếu mà anh ta cứ đi làm cho công ty ngày 8 tiếng Rồi buổi tối về nhà còn anh Giang của con cái vợ con mình 2 tiếng 3 tiếng nữa Thì anh ta cũng không thể nào mà kiếm được nhiều tiền được Và anh ta cần phải làm gì Anh ta cần phải làm một cái gì đó cho cuộc đời của mình Và anh ta đã quyết định đem kinh nghiệm 20 năm làm ở tập đoàn Hòa Bình đó. Anh ta ra anh ta mở một cái 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 chương trình huấn luyện Tức là sao Có rất là nhiều kỹ sư xây dựng ra trường Nhưng mà không biết làm việc là làm việc lơ ngơ láo ngáo đi vô phỏng vấn mà hỏi không rành không nói chuyện không rành rọt về chuyên môn người ta không nhận hoặc là người ta chỉ trả cho một tháng 7 triệu 5 triệu 7 triệu để thử việc làm một hai năm rồi vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì anh ta bắt đầu mới mở cái lớp để huấn luyện cho những cái người đó rồi anh ta thấy có những người cũng đã làm 5 năm 7 năm nhưng mà do chưa được làm trong một cái tập đoàn lớn nên cũng không có kinh nghiệm anh ta bắt đầu mới dạy cho những cái bài mà chỉ có làm ở những tập đoàn lớn như hòa bình thì mới được học thôi dạy cho rất là thực chiến và một lớp như vậy anh ta thu 5 triệu có lớp thu 10 triệu có lớp thu hai chục triệu có lớp thu bốn triệu à, bây giờ tôi nói một cái dễ hiểu thôi cho tôi hỏi các anh chị nè nếu bây giờ các anh chị có một người con mà nó học xây dựng đỡ mà nó học xây dựng thế bây giờ khi mà nó học xây dựng như vậy thì rõ ràng là nó mới ra trường nó chưa biết gì hết một đống lý thuyết trong đầu nhưng mà thực tế là chưa biết gì hết thế bây giờ nó đi xin việc người ta trả cho có 5 7 triệu mà thậm chí còn không nhận nữa. Rồi con nó còn thất nghiệp nữa. Rồi đi vào làm 1 năm 2 năm lên được 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Lơ ngơ láo ngáo như vậy. Thế bây giờ cái anh anh chàng nhất linh này nè. À, anh ta mới là một cái người chuyên gia 20 năm kinh nghiệm như vậy. Anh ta mới mở cái lớp anh ta dạy một cách thực chiến cho con của mình. À để cho con của mình hiểu là vô cái ngành đó là phải làm cái gì, phải biết cái gì. Anh ta dạy thực tế à, cách tính rồi gọi là dự toán rồi làm sao vẽ vời các kiểu rồi nói chung là anh ta củng cố chuyên môn thực chiến sau đó anh ta nói rằng anh ta dạy cho con của mình năm buổi ba buổi gì đó rồi anh ta mới nói rằng trong công việc bất kỳ lúc nào mà em cần bất cứ cái gì trong công việc em cứ alo cho thầy thầy sẽ là quân sư của em và anh ta thu con của mình 5 triệu đồng cho tôi hỏi các anh chị ai sẵn sàng bỏ ra 5 triệu đồng cho con của mình nó có kinh nghiệm thực tế nó có một người thầy để khi nó vào công ty á, nó gặp khó khăn một cái là có người yểm trợ cái công việc đó ngay ai sẵn sàng trả 5 triệu đó comment vào sẵn sàng nó đơn giản mà đúng không tôi vừa mới nói cho các anh chị xong cái cách để các anh chị có tiền đó à tức là thay vì anh ta nếu mà mình không có bỏ 5 triệu đó đầu tư cho con của mình thì chuyện gì xảy ra con của mình nó học một đống lý thuyết nó không biết gì hết nó vô công ty nó nói cà lơ phất phơ người ta không có cho nó làm những cái công việc mà trọng yếu còn bây giờ nó có một mentor một quân sư của nó hai chục năm kinh nghiệm trong ngành rồi làm ở một cái tập đoàn to vật vả. và có kinh nghiệm thực chiến rất là nhiều rồi họ dạy cho con mình rồi khi nào bí một cái con mình nó đang đi làm ở công ty mà nó nó bí nó gọi mình mình đâu biết gì đâu chỉ à, giống như con tôi bây giờ giả như nó đi làm ở một cái hãng ô tô mà bây giờ nó gọi điện về nó nói ba ba con đang bị bí cái ban này tôi biết chỉ đâu chỉ Nhưng mà nếu mà có một cái người làm ô tô 20 năm kinh nghiệm, tôi sẵn sàng đóng 5 triệu. Đừng có nói 5 triệu, 50 triệu tôi cũng đóng. Để làm gì? Để cho cái người đó giúp con tôi nó rành nghề nhanh nhất và nó không bị rung, trong khi nó đi làm nghề nó không có rung sợ. Nó tự tin là bất cứ cái gì nó chỉ cần bật cái camera cái điện thoại lên nó chỉ vô. À, nó nói, "Thầy ơi, chỉ dùng con, đây là cái gì vậy?" Bây giờ con phải xử lý sao Mặc dù cái người chuyên gia đó Cái người quân sư đó họ không ở bên cạnh con mình Nhưng mà chỉ cần bật cái camera Chỉ vào cái văn bản Chỉ vào cái máy móc Mình đều giải quyết được hết Mình chỉ cho con cái người học trò mình giải quyết được hết Có 5 triệu bạc Vậy thì cái lớp cơ bản anh ta thu 5 triệu Thì có phải là 10 người á Anh ta có 50 triệu không Mà một tháng anh ta dạy chơi chơi 30 người thôi là anh ta có 150 triệu Trong khi anh ta đi làm công ty anh ta chỉ kiếm được một tháng có bảy 70 triệu mà ngày phải làm 8 tiếng. Buổi tối phải còn về dành của con, của vợ mình thêm 2 tiếng, 3 tiếng nữa để làm cho xong việc công ty. Một tháng chỉ có 50 triệu, 70 triệu. Còn bây giờ làm sao? Đi làm như vậy anh ta ban đầu anh ta chưa có dám nghỉ đâu. Mà anh ta vẫn đi làm ở công ty, rồi anh ta mở cái lớp anh ta dạy vào ngày chủ nhật. Bởi vì ngày chủ nhật thì nó không ảnh hưởng gì công ty hết. Ngày chủ nhật là ngày của riêng anh ta. Và anh ta cứ làm 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 riết chập Anh ta thấy cái tiền mà kiếm được Nó ổn định, nó tốt đẹp rồi Anh ta có kinh nghiệm rồi Và anh ta xin công ty cho tôi được xây dựng sự nghiệp của cá nhân tôi Và anh ta ra anh ta làm một cái Và thế là anh ta có ngay Một cái sự nghiệp kiếm được Vài trăm triệu một tháng Bao à, nhiêu người thấy đó là một cái cách làm Nó sẽ giúp cho cuộc sống mình tốt đẹp lên Còn comment vào tốt đẹp Vậy thì dù là mình làm bất cứ lĩnh vực gì Tôi vừa mới nói một cái trường hợp là về xây dựng Ngoài ra các anh chị có thể làm kế toán Các anh chị làm bác sĩ Làm cái gì cũng đều có thể làm như thế hết Thế bây giờ Trong hồi nãy tôi thấy trong phòng có một số anh là chủ doanh nghiệp Tôi không biết anh có lo không Trước <laughs> khi tôi chia sẻ như vậy Có nhiều bạn tôi đã làm chủ doanh nghiệp nó lo lắm Nó nói Phong ơi Mày nói thế rồi À, tôi gửi nhân viên qua lớp học của mày mày nói thế nó về nó xin nghĩ hết chắc tao chết quá phong ơi Nên nói không nếu mà bạn vẫn suy nghĩ như vậy là cuộc sống bạn khổ dữ lắm tôi thấy bạn làm chủ mà bạn khổ giống như tôi trước đây quá làm chủ mà khổ như thế người ta gọi là khổ chủ <laughs> tại vì sao mình làm chủ mà mình bị lệ thuộc vào người khác quá à ở tại tâm trí lực á tôi xây dựng một cái cơ chế tức là sao không ai làm thuê cho ai hết trơn à tức là từ cái bàn kế toán cho tới bàn quay phim cho tới cái bàn đi chay cho tới cái gọi là cái người làm giám đốc cho tới cái người làm phó giám đốc cho tới người giám đốc kinh doanh tất cả anh em đều phải hiểu rằng tôi không muốn xây tâm trí lực theo công thức người làm thuê bởi vì người làm thuê là sao cứ tới đây xong rồi trả lương à xong rồi làm doanh thu sao chưa biết nhưng mà cuối cùng là mình sẽ là người chịu trách nhiệm gánh vắng. Trời ơi, rất là nhiều ông chủ gì đâu mà ta nói đi về nhà. À, cái cơ thể thì một combo bồ bệnh. Được không ạ? À? Rồi, đó, gia đình của mình, sức khỏe của mình, các kiểu. Mình không có thời gian tốt đẹp. Và tôi có nhiều năm như thế. Các anh chị, có nhiều năm như thế. Và tôi nhận, nếu mà mình kiếm được nhiều tiền. Mà nếu như mình đang nghỉ ngơi. Mình phải lo lắng quá nhiều như vậy. Thì tôi không cần bao nhiêu người đồng ý với tôi là nếu mà mình kiếm nhiều tiền mà không có tiền không có thời gian để xài sức khỏe của mình đó thì nó bị ảnh hưởng ha à, mình không có thời gian dành cho cha mẹ dành cho vợ con vợ chồng của mình thì không cần ai còn ai đồng ý thì comment không cần <laughs> ai đồng ý với tôi là nhiều tiền mà như vậy tôi cũng không cần Được không đi làm chủ mà như vậy làm chủ làm gì Nha. ăn bao nhiêu đâu mà à, một ngày ăn được bao nhiêu miếng cơm đâu mà mắc mớ gì mà gồng gánh như vậy không cần có những người áp lực đến mức tự tử có những người áp lực đến mức mà ung thư trời ơi tại sao phải làm chủ như vậy cho mệt người ta cũng có cha có mẹ mình cũng có cha có mẹ người ta cũng muốn được đi chơi mình cũng muốn được đi chơi cái gì đâu mà nhân viên thì đang đi chơi thoải mái còn chủ thì đang cắm đầu kiếm tiền trả lương được không cái, cái, cái 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 lối sống bây giờ cái thời thế bây giờ là phải thay đổi thôi nên nếu mà có anh em nào đang ở trong phòng mà làm chủ mà nghe nói như vậy cái nói chết 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 rồi chắc tôi không dám cho nhân viên tôi tham dự lớp tài phong tại vì tham dự xong nó nghỉ tôi thì lại không nghĩ như vậy à tôi mời gọi anh em tôi vào công ty cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chia sẻ tiền bạc được không họ có phần của họ tôi có phần của tôi à và tôi vẽ ra một cái thang rất là đầy đủ à anh chị có muốn học cái thang này không Ừ. ai ai muốn là mình xây một cái doanh nghiệp cho chính mình gọi là làm sao để mà từ trên xuống dưới từ cái người giám đốc cho tới cái người à, gọi là làm nhân sự nhỏ bé nhất họ đều có trách nhiệm làm việc cùng với mình tiền của mình xài cũng hết tiền họ cũng càng ngày càng giàu có lên và xài cũng hết vậy là cả công ty sẽ hạnh phúc ai muốn học cái này comment vào ừ. ghi vào lấy tập lấy tập của mình ghi vào chúng ta tối nay không có chủ đề để nói về cái đó đâu nha chúng ta sẽ nói nó trong một cái lớp tên là thiết kế cuộc đời tự do à, nó có à thiết kế cuộc đời tự do và nó cái lớp này nó nằm ở cái phần đó là à, tức là mình thiết kế cuộc đời tự do và nó nằm ở phần là doanh chủ tức là mình là cái ở cái level là xây dựng mình thành một chủ doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp mà tôi hướng đến đây là sao là cái người đầu tàu là cái người sáng lập là cái người dẫn dắt chứ không phải là người chăm dắt nói lại nha các anh chị cái chủ doanh nghiệp mà theo cái phong cách của tâm trí lực là sao chỉ là người sáng lập à là người dẫn dắt chứ không phải là người chăm dắt chăm dắt tức là suốt ngày phải đi à thúc đích từng ông thúc đích từng ông được không căng thẳng mệt mỏi là không có làm cái cách đó được mình phải làm sao để mà mình tạo ra một cái doanh nghiệp mà muốn được như vậy nha thì mình phải làm sao có một cái luật chơi rất là rõ ràng rất rất là rõ ràng luôn à, ở tâm Chí lực có những người à, anh em của tôi họ đi với tôi 3 5, 5 năm năm à, năm 8 năm 9 năm à, và bây giờ họ công ty đã vững vàng rồi à, chúng tôi đã có những cái nền tảng công nghệ vững vàng rồi thì bây giờ họ sao họ ra họ làm một cái mảng riêng của họ và họ vẫn kết nối về với công ty anh em chơi với nhau có trước có sau chia cho nhau rất là đầy đủ và tự nhiên doanh nghiệp mình nó sẽ nhẹ nhàng chứ không phải là mình cứ mong tất cả họ phải follow làm thuê cho mình à chỉ có mình là có nhiều tiền nhất à rồi mình gánh trách nhiệm nhiều nhất còn lại họ thì cứ tàn tàn ngày qua ngày và khi tôi nói cái này xong cũng có một số người nghỉ việc bởi vì họ không đồng ý như thế họ không đồng ý như thế à bởi vì mỗi người đang có một cái sở thích khác nhau nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta khi xây dựng một cái doanh nghiệp là phải chọn cho mình một cái hướng đi và chọn cho mình người phù hợp để lên cái xe của mình ai mà họ cảm thấy không phù hợp họ đi xuống xe thì mình phải hết sức vui vẻ bởi vì tôi chọn cái cuộc đời là sao sung túc và hạnh phúc à, tức là mình tiền bạc của mình thoải mái nhưng mà phải vui vẻ hạnh phúc chứ nếu mà cho tôi một đóng tiền mà cho tôi thêm một đóng bệnh là tôi không có cần nếu mà cho tôi một đóng tiền mà không có thời gian để đi du lịch thưởng thức cuộc sống là tôi cũng không có cần ai giống như tôi thì comment giống vào ai trong các anh chị thấy rằng cái lối sống đó nó giống với cái mong đợi của các anh chị thì comment giống vào ha à vậy thì à, suy nghĩ ha à, mình có thể về đội cùng với nhau đấy à, ở tâm trí lực á là tôi chia cái công ty của tôi ra thành nhiều phần như thế này nè các anh chị à một công ty nè tôi chia ra à, ban đầu công ty nó nhỏ lắm các anh chị ban đầu công ty nó nhỏ như vậy nè à, công ty tâm lực ban đầu á doanh thu của nó chỉ có loe ngoe một năm loe ngoe có mấy tỷ hả à? 3 tỷ 5 tỷ gì đó là nó nhỏ xíu nè đó nhưng mà nhờ tôi đã chia tôi biết cách chia chia cho tôi không có giữ cho riêng mình chia ra người to người nhỏ khác nhau tùy theo sự đóng góp ở công ty tôi một người làm kế toán cũng có cổ phần à bây giờ tâm dư lực có 10 hecta Hy rất là đẹp luôn à và mỗi cái tất đất ở dưới đó họ đều có phần của họ hết đó tức là khi mình kiếm tiền được rồi mình dồn mình mua đất để mình mở trại huấn luyện mình khai thác ha mình tổ chức các cái chương trình rồi à, sau mình dùng nó để nghỉ dưỡng đó, tạo các chương trình đào tạo thì coi như là mình chia cho họ thì khi mà những người kế toán giỏi họ về họ làm với mình à, Thì công ty mình nó to ra Cái bánh nó to ra Nó to ra và công ty nó to ra Đó công ty nó to ra à, Nếu như mà tôi không chia cho họ Thì cái phần của tôi ban đầu nó chỉ có chừng này thôi này các anh chị Cái phần của tôi ban đầu nó có chừng này thôi Nhưng mà do tôi chia cho họ Nên họ đem cái trí tuệ của họ về họ góp sức với tôi và cái phần của tôi lúc này bây giờ nó to lên vậy này nè. Anh chị thấy không? ây chưa? tức là có cái cấu trúc ban đầu của công ty tâm lý lực á à, doanh thu từ vài tỷ bây giờ nó lên một năm nó lên vài trăm tỷ thì cái câu chuyện ở đây là ban đầu cái miếng bánh nó nhỏ thôi lớn là sáng lập tâm lực nó nhỏ vậy này thì nếu mà giả như tôi mà tôi ăn hết nguyên một cái bánh nhỏ nhỏ trong đây thì nó cũng đâu có to bằng cái miếng này đâu đồng không ạ nhưng mà do tôi đã chia tôi đã đem tôi chia tôi chia cho gọi là kế toán tôi chia cho thiết kế tôi chia cho quay phim tôi chia cho bán hàng tôi chia cho anh em làm kỹ thuật chia cho thầy cô chia cho đối tác và khi tôi cứ chia như vậy thì cái miếng bánh nó to lên và cái phần sở hữu của tôi tự nó to lên. À nên nếu mà mình muốn mình có nhiều tiền thì mình phải có nhiều người. Đây. Muốn có nhiều tiền thì mình phải có nhiều người. Hoặc là mình phải có công nghệ hoặc là phải có công cụ thì hiện nay tâm trí lực là có đầy đủ cái này được không các anh chị à, bây giờ tôi mới nói với họ thế này nè ví dụ như bây giờ tôi hỏi bạn bạn đi làm kế toán bao nhiêu năm nay bạn có tiền tỷ trong túi chưa bạn có tiền tỷ trong túi bạn chưa họ nãy chưa à tức là có những người đi làm kế toán đã 10 năm 20 năm vẫn chưa có tiền tỷ trong túi à làm lương tháng nào xài hết tháng đó đi ở nhà thuê à thế bây giờ tôi nói thế bây giờ tương tự có một ông ông lập trình ông làm lập trình à tôi hỏi ông à đi làm lập trình cho công ty đồ hoành tráng gì đó bây giờ đã có tiền tỷ trong túi chưa hay chưa thế bây giờ tôi mới mời họ về công ty làm à và bây giờ trong túi họ đều có tiền tỷ các anh chị hình dung không à nhưng mà nếu mà tôi giúp cho cái miếng bánh mà họ sở hữu này nè nó tạo ra tiền tỷ thì theo các anh chị miếng bánh của tôi nó có nhiều tỷ không Tức là cái miếng của họ là nó nhỏ như thế nè Tôi chia cho mỗi anh em một ít mà À Chia cho mỗi người ít vậy Tại vì cái trách nhiệm họ gánh nó ít hơn tôi À được không À tức là tôi tôi vẽ ra một cái thang rất là rõ ràng Tức là ai gánh vác tới đâu Thì mình sẽ được phần đó Và tôi nói nếu mà bạn gánh tới tôi Thì bạn cũng được một phần như tôi Mà nếu bạn chỉ gánh một bộ phận thôi Thì bạn được chừng này Mà bạn gánh cái bộ phận kinh doanh Thì bạn được cái miếng bánh chừng này bạn gắn cái bộ phận kế toán thì bạn được miếng bánh chừng này và thế là anh em ai cũng vui vẻ làm sau khi họ vui vẻ làm thì họ đi làm nhiều năm có thể là ở những công ty rất là nổi tiếng luôn mà chưa có tiền tỷ dư trong túi thế bây giờ về tâm chí lực làm cùng với thầy phong và các anh em khác Thì tự nhiên bây giờ mình có tiền tỷ mình có nhiều tỷ thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là họ cảm thấy là cái công việc họ làm nếu mà trước đây làm theo cái kiểu mỗi tháng vài chục triệu rồi cứ tháng nào xài hết tháng đó như vậy thì làm gì mà có đất có nhà à thế nhưng bây giờ về hợp sức, sức, lại với nhau và khi mà những người này bây giờ tôi đọc giả thiết à nếu như mà họ tách họ ra họ mở một cái công ty tôi đọc giả thiết họ ra họ mở một cái công ty giống như tôi mở công ty lần đầu tiên thế họ đâu có thể tự làm một mình được các anh chị có đồng ý với tôi là một cái người mà ra mở ví dụ một người kế toán hay một người lập trình họ ra họ mở công ty họ cũng đâu có làm một mình được chính tôi cũng đâu có làm một mình được anh chị đồng ý không ạ à? anh chị nào đồng ý về điều này comment đồng ý vào đâu có làm một mình được vậy là suy ra sao ạ à? họ lại cũng phải có nhiều người thì họ cũng phải chia ra họ phải chia ra cho những người đó vậy thì tại sao họ mới mở công ty chi cho nhất đầu Họ sẽ làm chung công ty với tôi. Cùng anh em cùng nhau làm, đã đi cùng nhau 3 năm 5 năm, có những người đi cùng tôi 9 năm rồi. Cái tình thân nó còn thân thiết hơn cả. Có những cái chuyện mà mình không nói được với anh em ruột trong nhà, mình không có cái cơ hội nhiều để mà nói tâm sự với anh chị em ruột trong nhà. Nhưng mà mình lại nói được với những người bạn này và những người bạn này đối với tôi họ thân giống như anh em ruột trong nhà vậy. Họ có những cái 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 mối quan hệ gọi là những cái kỷ niệm những cái tình thương những cái sóng gió cùng với nhau trong 9 năm qua đối với tôi họ còn thân thiết và gắn kết và nói chuyện còn nhiều cái tần suất gặp gỡ còn nhiều hơn cả anh chị em ruột của mình vậy thì suy ra tại sao họ lại họ đâu có dạy dột gì mà họ đi ra họ mở công ty chi cho nhất đầu tại vì ra mở công ty mà chỉ có biết mỗi kế toán thôi làm sao mở công ty được không ạ à? À, cũng phải đi kiếm người bán hàng cũng phải kiếm người lãnh đạo giống như tôi đúng không vậy thì họ đâu có dạy gì đâu nên các anh chị đừng có sợ à, nên nếu mình làm chủ doanh nghiệp mà mình nói trời ơi thì không nói thế xong rồi nhân viên tôi ra mở công ty hết chắc tôi chết không phải mình mình phải về mình sửa lại cái cơ chế chơi của công ty mình tức là mình chia cho anh em nhưng mà muốn đạt được cái này nè thì anh muốn lấy cái phần này thì anh em phải đạt được cái gì mình mô tả rất là đầy đủ cho anh em và thế nếu mà họ đạt được cái điều đó thì coi như cái bánh của công ty nó to ra rồi nó to ra thì cái phần của mình nó cũng to ra và thế là họ cũng có tiền mình cũng có tiền và có rất là nhiều tiền nên nếu như mình muốn cuộc sống mình tốt đẹp thì mình đừng bao giờ làm cái gì mà làm một mình nữa được không bây giờ cho hỏi các anh chị có ai ở đây muốn về tâm trí lực để mình sở hữu một miếng không <laughs> có không à, có ai nghĩ rằng tôi cũng sẽ đem kiến thức uh, gọi là uh, trí tuệ của tôi về góp sức với thầy thầy cũng chỉ cần chia cho tôi một miếng thôi, giống như thầy thôi. Và có một cái sự thật rất là vui như thế này. Có ha, à, cảm ơn các anh chị nhé. À, chúng ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn à, nói chuyện với những anh em nào mà à, muốn góp trí tuệ cùng với nhau để chúng ta làm. Không ai trong chúng ta mà giỏi hơn tất cả chúng ta hết trơn đó. Chúng ta cần phải học cách hợp tác. À chúng ta chỉ cần biết cách hợp tác với nhau thôi. Đừng có tham Thay vì á, ban đầu mở công ty ra. ha Nếu mà tôi mở công ty ra mà tôi làm một cái bánh như vậy xong rồi tôi ăn một mình. Thì ngày hôm nay không bao giờ có tâm trí lực. Không bao giờ mà có những cái nền tảng công nghệ à, tốt đẹp như bây giờ. Mà lúc đó tôi đã phải làm một cái bài toán chia. Chia ra cho anh em. Rồi sau đó họ đem trí tài họ góp vào. Và bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm bài toán chia đó. Bây giờ cái bánh nó to chừng này rồi anh em. Cái bánh của tâm trí lực lúc này nó to chừng này rồi. Nhưng mà có anh em vào nó lại to chừng này nè ha à, Ở trên này không đủ diện tích để tôi vẽ đâu Nếu mà có thêm người vào Chắc chắn nó sẽ to vậy nè đó, à, Vậy thì anh em à, Làm kế toán cũng được Làm kinh doanh cũng được Làm marketing cũng được Hay làm nhân sự cũng được Anh em có tài năng gì Anh em về Anh em góp cùng nhau làm Thì cái bánh nó to lên à, và lúc này mình chia cho nhau một miếng gì nè Ăn cả đời không hết rồi. Được không? Ví dụ như cái miếng của tôi nó đang to và chừng này đúng không? Nó to vậy nè. Bây giờ anh em vào tôi xin nhỏ lại. Nửa thôi. Nhưng mà một nửa của cái miếng to ngoài này nè. Nó to dễ sợ chưa? Bây giờ thay vì là mình lấy một miếng to từ đây. Rồi bây giờ một miếng dọc từ đây qua đây. Nó dài quá trời dài. Và cái bánh càng to. Đó là nguyên tắc của cuộc sống. Và anh em biết không? Ai cũng có cha có mẹ. Ai cũng có con cái vợ chồng. Được không ạ? À? à nếu như mà mình mà mình biết được cái bài toán chia của cuộc đời mình thì mình giải quyết được vấn đề tiền bạc. Mà khi gia đình của mình tiền bạc nó ổn rồi thì tự nhiên tất cả những vấn đề con cái nó biến biến mất. À, nếu như mà tiền bạc của mình có vấn đề, công việc của mình mà nó chiếm quá nhiều thời gian của mình, mình đâu còn thời gian nữa đâu mà dành cho con. Các anh chị vô ạ, à, nên chắc chắn là mình phải biết cách để mình thiết kế lại à cuộc sống của mình, công việc của mình à thi tự nhiên cái những cái vấn đề về con tự nhiên nó không còn thì gì nữa trong gia đình của mình nữa. À, ai đồng ý với tôi là nếu mà tôi có thời gian dành cho con tôi nhiều hơn, tiền bạc của tôi nhiều hơn, thoải mái hơn thì con tôi tự nhiên nó nó nó, nó được. Giải quyết. Ai đồng ý như vậy comment đồng ý mà À. Anh chị có đồng ý như vậy không các anh chị? À chính cái vấn đề tiền bạc nó đang là gốc rễ của gia đình mình đó. À, chứ nếu như bây giờ mà mình có nhiều thời gian cho con mình vui chơi với nó mình lắng nghe nó về nhà mình đừng có la mình đừng có hét mình đừng có chì chít nó nữa thì gia đình mình làm gì mà có vấn đề mà phải giải quyết còn có những người kiếm không ra tiền đủ nên dẫn tới là à, mình muốn làm cái này làm cái kia không được bực tới ngày tới giờ nếu mà cái nhà đó của mình đâu cần phải trả tiền nữa đâu còn nếu mà mình đang ở cái nhà thuê được chưa? mà thậm chí ở cái khu rất là chật chội hàng tháng là phải trả tiền nhà mà mình tiền mình kiếm được thì không đủ để trả tiền nhà thì nó rất là cực luôn được không ạ? À? À, nó là như vậy à, nên là cái gốc rễ của những cái vấn đề của con nó đang nằm ở cha mẹ mà cái gốc rễ của cha mẹ thì phải bắt đầu từ vấn đề tài chính nếu mình giải quyết được vấn đề tài chính thì tự nhiên những cái vấn đề mà con mất kết nối nè à không trò chuyện được với con nè con lười học nè bây giờ mà các anh chị mà có thời gian thư thả với con ngày một hai tiếng các anh chị biết con mình nó đang yếu môn gì không có những người là cứ nói con tôi nó lười học nhưng mà khi tôi hỏi là con anh chị lười học cái gì nó đang gặp khó khăn với môn học nào ủ ở không biết có nghĩa là mình đã không dành thời gian đủ để cho con của mình biết được rằng con của mình nó đang gặp cái vấn đề gì nếu như mà mình có thời gian đủ với nó, nó trò chuyện với mình là: "Mẹ ơi, sao năm nay lên lớp 10? Con thấy môn toán nó khó quá. Nó không giống như hồi con học cấp 2. Hồi con học cấp 2 sao nó dễ mà sao năm nay vô toán lớp 10, thầy giảng nhanh quá mà con theo không có kịp. Được không ạ? À? Con theo không có kịp mẹ ơi. Ba ơi." Thế là mình nói, nếu mà mình là một cái người rất là thoải mái về thời gian. "Ok, được, để ba sẽ dành thời gian. Cha con mình kiếm thêm gia sư nha." à tức là mình kiếm gia sư cho con được không ạ à? à tức là mình sẽ tìm những cái giải pháp cho con à tìm những người thầy giỏi cho con chứ còn bây giờ thời gian giải quyết công việc còn chưa xong nữa thời gian đâu mà đi kiếm thầy giỏi cho con thời gian đâu mà kiếm giải pháp cho con nên dẫn tới là muốn giải quyết những vấn đề con trẻ hãy quay lại giải quyết vấn đề của bản thân mà vấn đề của bản thân cái đầu tiên phải giải quyết đó là tài chính thế thì bây giờ chúng ta vừa mới đi đến cái phần gọi là sao làm sao để có nhiều tiền thì chúng ta phải có nhiều người hoặc là chúng ta phải có công nghệ chúng ta phải có công cụ thì ở tâm trí lực là có đầy đủ những cái này được không ạ à? bây giờ mình đang có nếu mà con người đó, là mình có bốn ngàn rưỡi đôi ta còn công cụ là mình có cái nền tảng kinh doanh tự động tức là không có cần phải dùng sức người nhiều ở ngày xưa tâm lực là dùng sức người rất là nhiều còn bây giờ là có đầy đủ công cụ được không ạ à. Thế bây giờ các anh chị đang bây giờ các anh chị đang là một chuyên gia của một lĩnh vực nào đó thì các anh chị làm như sau. Nếu mà các anh chị muốn có nhiều tiền thì mình hãy chuẩn bị tinh thần thế này nè. Các anh chị ghi vài việc mà các anh chị có thể làm nè. Một ha. Nếu mình là đang là một chuyên gia giống như anh Nhất Linh hồi nãy tôi vừa nói đó. Anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực gọi là xây dựng. À, thế bây giờ các anh chị đang là một chuyên gia nè. Bác sĩ hay là kế toán gì đó Thì các anh chị làm gì đây Số 1 Là các anh chị đóng gói Đóng gói cái kiến thức Cái kinh nghiệm của mình à, Các anh chị đóng gói cái kiến thức Cái kinh nghiệm của mình thành cái gì ạ à? thành ra những cái khoa học được không tiếp theo nữa là gì thành sách à đó, thành những cái cuốn sách hoặc những cái bộ flat card đó được chưa ừ, giống như nãy tôi nói nếu như cái anh nhất linh này anh ấy gọi là cứ đi làm cho công ty lãnh một tháng năm bảy triệu mà lãnh tiền càng cao thì phải gặp những cái con người gọi là ở cái tầng đó thì từ cái việc ăn uống sinh hoạt ở cái tầng đó năm triệu bảy triệu nó cũng như vậy thôi à ba người đồng ý với tôi là nếu mà mình thu nhập khoảng 10 triệu 15 triệu thì cái mình gặp những cái con người ở cái tầng đó thì nó đủ nhưng mà khi mình đã lên tới cái tầng xếp 50 triệu, 70 triệu trở lên. Thì mình lại phải gặp những con người khác. Và cái nơi mà mình mời họ ăn sáng. Cái nơi mà mình mời họ uống cà phê. Cái bộ đồ mà mình mặc. Nó cũng phải khác đi. Ai đồng ý như vậy? Ai hiểu được ý này comment. Hiểu vào giùm tôi. được không ạ? Lúc trước mình đi làm công nhân. Mình đi làm nhân viên. Ăn đâu cũng được. Mặc gì cũng được. Đơn giản. Nhưng khi mình đã lên tới cấp trưởng phòng, ha, mình quản trị nhiều con người, mình phải đi gặp đối tác, từ cái áo, cái quần cho tới cái ăn, cái mặt Cái nơi mà mình ăn uống, cà phê cà pháo với nhau. Ha, tiếp khách với nhau, nó cũng sẽ được nâng lên. Đó là lý do tại sao có những người nói là ủa sao kỳ ta? Hồi xưa tôi nhớ tôi làm có 10 triệu, 15 triệu tôi cũng sống được. Mà tại sao bây giờ 5 70 triệu nó cũng không dư? <laughs> Anh chị thấy cái đó không? <laughs> anh chị có thấy là khi mà mình 10 triệu, 15 triệu mình thấy cũng sống đủ Mình nghĩ rằng chắc là lên tới 50, 70 chắc là nó sẽ dư Nhưng mà thực tế lên đến 50, 70 nó cũng không dư Được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ câu chuyện là mình phải Vẫn cứ làm công việc cũ nha Đừng có nghĩ à Vẫn cứ làm công việc cũ Giống như cái anh Nhất Linh Anh ta không hề nghĩ liền đâu Anh ta làm anh ta vẫn đi làm công ty anh ta lo chu toàn hết mọi thứ đừng có ăn cắp giờ của công ty nghe những người mà đi làm việc ở công ty lãnh lương công ty mà lại đi làm một việc khác là cái đó người ta gọi là ăn cắp thời gian của người khác mà thời gian chính là tiền bạc phạm lỗi ăn cắp là không có được chắc chắn mình phải trả giá đấy mình trả giá bằng sức khỏe của mình mình trả giá bằng rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống của mình nó có rất nhiều thứ tốt đẹp và mình buộc phải trả giá khi mình phạm lỗi à nó có cái luật rất là công bằng về nhân quả nên là trong thời gian mà mình đã đi làm trong công ty là tuyệt đối đừng có làm việc gì riêng tư còn nếu mình muốn làm riêng tư mình phải nói với người lãnh đạo của mình thống nhất với nhau là ổn thế bây giờ sao à bây giờ mình đi làm từ thứ hai tới thứ sáu thứ bảy gì đó là mình toàn tâm toàn ý cho công việc nhưng mà tới chủ nhật là thời gian mình nghỉ ngơi thì mình bắt đầu hồi mình viết tất cả xuống tất cả những kiến thức của mình á mình học rất là nhiều mình làm rất là nhiều nhưng thật ra mình viết là chỉ có mấy trang nè à. bây giờ mà hỏi tôi à phong ơi chỉ cho tôi cách làm sao để trở thành một nhà đào tạo giúp các con thuộc bài ngay tại lớp tôi viết chắc không quá ba trang đâu được không chỉ cần không quá ba trang giấy là tôi có thể tổng kết lại một cái hành trình ha à, tôi đã học đã rèn luyện và đã dạy các con như thế nào chỉ trên ba trang giấy là cùng nhiêu người đồng ý với tôi rằng làm, học thì nhiều, làm thì nhiều. Nhưng mà tổng kết mà gọi là cố động nhất thì nó cực kỳ đơn giản. Và ít thôi chứ không có nhiều. Ai đồng ý như vậy comment và đồng ý. Ví dụ như mình làm kế toán đó. Mình làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà thật ra có. Nếu mà nói là những thứ cần phải biết, cần phải nhớ. Thì là nó không có nhiều đâu. Vì vậy mình á, tôi nói lại là. Tôi kêu gọi cái tinh thần là dạy người khác giúp đỡ người khác tốt lên để họ kiếm được tiền nhiều hơn, để họ bởi vì họ mang lại giá trị cho công ty họ nhiều hơn. Ví dụ họ vô công ty đó, họ chưa có cái kinh nghiệm nhiều thì họ lãnh được, họ tạo ra được cho công ty một cái giá trị chừng này thôi. Thì công ty trả cho người ta 5 triệu, 7 triệu. Nhờ cái sự cố vấn của mình, chỉ dạy thực tế của mình, người ta làm ra được chừng này thì tự nhiên tiền của người ta nó cũng sẽ nở ra được. Đó, ý tôi là như vậy. Thì nếu mà mình cứ giữ kiến thức của mình cho riêng mình, không ai nói mình sai hay xấu gì hết. Nhưng mà có một cái cách, đó là mình hãy đóng gói nó lại. Mình đóng gói nó lại. Được chưa? Đóng gói kiến thức kinh nghiệm của mình lại, xong rồi mình tạo thành khóa học. Rồi mình tạo thành à khóa học ở đây là mình quay video clip với các anh chị. À tức là mình quay những cái video clip à. <laughs> mình quay thành những video clip đó và mình bán khi mình dạy xong rất là nhiều khóa học của tôi là tôi quay video clip sẵn xong rồi tôi dạy xong tới cái phần đó nó cần phải có chi tiết gì đó thì tôi nói các anh chị lên đó mà coi ví dụ như là tôi mở cho mở cho các anh chị coi một vài trang nha ví dụ như trang làm người làm giàu đó là một cái trang web mà tôi đã quay sẵn những cái khóa học à liên quan tới chủ đề à, kinh doanh rồi các kiểu thì ở trên đó nó có sẵn những cái khoa học à, các anh chị coi thấy không à, có sẵn những cái khoa học mật mã tài năng làm người làm giàu à, đó những cái khoa học như vậy các anh chị có muốn là mình đóng gói anh chị có muốn là mình đóng gói cái kinh nghiệm của mình lại để mình đưa lên những cái trang như vậy để mình 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 gọi là mình giúp cho nhiều người có được cái kinh nghiệm của mình rồi mình cũng có được tiền không ai muốn điều đó comment muốn rồi à? <laughs> tức là mình bất cứ lĩnh vực gì <laughs> chắc chắn cũng có người cần hết đó. bất cứ lĩnh vực gì <laughs> những khoa học có thể mình bán <laughs> thầy đọc là mở trang làm người làm giàu nãy giờ thấy mở hai lần một mã tài năng <laughs> đó đây là trang làm người làm giàu ha đó <laughs> Tức là mình có những cái khóa học và mình đóng gói nó lại vài trăm ngàn cho tới vài triệu. Được không? Đây này mình bỏ. Thế các anh chị mà nếu mà kinh nghiệm của các anh chị mà nó lớn hơn hoặc là nó bằng 5 năm, phải từ 5 năm trở lên nghe. 10 năm, 20 năm là quá tốt. <laughs> nếu mà anh chị có kinh nghiệm lớn bằng 5 năm, ai có kinh nghiệm về lĩnh vực gì thì comment cái lĩnh vực đó, gạch ngang cái số 5 vào. Ví dụ như là kế toán gạch ngang 10 năm Ví dụ như là giáo viên tiếng Anh Gạch ngang 20 năm Đó, anh gì có thể comment cho tôi coi cái được không Ồ, oh, nhân sự 15 năm Chà, về đội tâm trí lực được đấy Lái xe 15 năm Hay đấy à, tư vấn 8 năm quá hay rồi về đội tâm rất là đẹp luôn giáo viên tiếng Anh 20 năm cô chà quá hay, sức là hay luôn ngân hàng luật giáo viên toán trời ơi tiền không à, giáo viên tiểu học 19 năm tiền không đó à. à, về phải biến cái trí tuệ của mình thành tiền tỷ đi mình là thầy là cô mà nó nhìn cuộc sống mình khổ quá, nó đâu có dám làm thầy cô đâu. <laughs> tôi hay nói vui với các bạn tôi, anh em mình làm thầy cô là phải làm cho cuộc sống của tụi mình khá giả, thoải mái đầy đủ, vui vẻ. Ha, à, nhưng mà phải đúng đạo nha. Đừng có đè tụi nhỏ ra học từ sáng tới tối, tội nghiệp nó, cho nó học buổi thôi. Nhưng mà mình tạo ra những cái cách, ví dụ như mình quay lại khóa học tiếng Anh của mình quay lại cái cái kinh nghiệm dạy toán của mình thành clip thì sau đó mình cung cấp cho con học ở nhà thêm. Nó thích thì nó ngồi nó học, thích thì nó nằm nó học. Miễn sao nó vô nó học được thì thôi. Được không ạ? À? Rồi. làm cái cố vấn này nè. Thì gọi là hồi đó cái lần đầu tiên đó, tôi làm cố vấn. À tức là cái cách làm cố vấn là như sau. Trên thị trường Việt Nam á nó có cái cách làm như thế này, 100 triệu. Tức là mình đầu tư 100 triệu. À gọi là họ sẽ làm cho mình gọi là tất cả video clip rồi hướng dẫn cho mình cách đó. À, rồi mình sẽ đầu mình mới up lên trên cái trang web. Đó. Rồi mình up lên cái trang web và sau đó thì mình bán cho khách hàng, cung cấp ra cho khách hàng. Bán này thì có thể là mình bán hoặc là có những cái người đi bán hàng họ bán hoặc là cái người gọi là đối tác họ bán có những người thì họ không có lại là chuyên gia như mình nhưng mà họ rất là giỏi đi bán những cái khoa học tức là đem những cái kinh nghiệm giúp đỡ cho nhiều người được biết được biết được biết thì một là mình làm mà hai là mình để cho đối tác làm tôi là tôi làm ít thôi tôi để cho bốn ngàn rưỡi đối tác làm à, tức là mình không có tự mình làm đó là cách của tôi nghĩ về cuộc sống Tức là tôi chỉ làm đúng cái tôi giỏi thôi à, Vậy thì 100 triệu này nó có hai cách một đó là mình gọi là mình đầu tư trăm triệu và tất cả cái khóa học của mình bán được bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu được không ạ à? à tất cả là khóa học là đặt lên đó rồi bán được trăm triệu mình lấy trăm triệu bán được 1 tỷ mình lấy 1 tỷ còn có trường hợp thứ hai á là mình chỉ cần đưa cho người ta 50 triệu thôi rồi sau đó mình chia cho người ta 10% trăm. Bán được mình chia 10% trăm. Các anh chị hiểu cái này không ạ à? À, Tức là bây giờ Người ta sẽ có những cái cách như vậy đó Ví dụ như bây giờ tôi tới tôi nói tôi là một chuyên gia kế toán Tôi muốn làm các khóa học của tôi Thành khóa học À những cái kiến thức trong đầu của tôi Thành khóa học Quay phim rồi dựng phim rồi làm mọi thứ tích tần tập cho tôi Đó Thì tôi trả cho bạn là trăm triệu Người ta sẽ lấy mình trăm triệu Sau đó người ta sẽ đưa lên trang web và mình muốn bán bao nhiêu đó mình bán mình bán được ví dụ như người 5 triệu à mình đi dạy một bé nó một cái người trong cái ngành đó 5 triệu 10 người thì được 50 triệu hai chục người là mình hề vốn một tháng mình bán được à, mình có lớp học 30 chục người là mình lời được 50 triệu coi như là mình hoàn vốn rồi mình lời được 50 triệu tháng sau mình dạy 30 học viên nữa thì mình sẽ có trăm rưỡi triệu đó cứ như vậy đó, giống như tôi là tôi làm đóng gói lại và trong hơn 2 năm thì nay có 286 000 người mua cái 5 phút thuộc bài có nghĩa là trước đây thay vì tôi đi dạy làm sao tôi dạy nổi cái con số này thì tôi phải buộc phải đóng gói lại được không ạ à, chương trình 5 phút thuộc bài thế thì cái cách mình làm là như vậy tức là mình đóng gói lại thì cái này nếu các anh chị nào quan tâm thì uh, sau những cái buổi sau tôi sẽ chia sẻ chi tiết cho các anh chị thêm à có một cái buổi dành riêng cho những cái người chuyên gia vì trong phòng của chúng ta là có những người họ không phải là chuyên gia còn nếu các anh chị là một chuyên gia mà muốn đóng gói trí tuệ của mình lại mà mình không phải bán ở trong nước đâu nghe mình có thể sau khi mình ra được cái khóa học rồi á thì mình cái khóa học này nè mình tách cái nội dung chữ ra thì nó thành gọi là sách được không các anh chị khi mà cái khóa học mình làm xong rồi thì có nghĩa là sách của mình cũng đã xong rồi đó ha à, mà nếu mà sách đọc cực á thì người ta sẽ làm ra thành flashcard được chưa ạ À, đó là những cái cách để mình biến cái, cái trí tuệ của mình đang có trong đầu ra thành tiền và cứ như vậy mình làm một lần thôi nhưng mà mình bán từ năm này qua năm khác được không? Giống như những cái khóa học của tôi để trên một mã tài năng tôi bán 5 năm 7 năm rồi làm có lần à rồi cứ bán liên tục bán 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 mà khi tôi bán như vậy thì rất là nhiều phụ huynh à nhiều cái người họ rất là biết ơn mình vì sao? Bởi vì thay vì họ đi học trực tiếp một cái khóa họ phải đóng ngàn đô hai ngàn đô mấy chục triệu, mấy chục triệu, bây giờ học một cái khóa online như thế, họ vẫn có đầy đủ kiến thức, mà với một cái chi phí rất là tiết kiệm luôn, nó là như vậy cái anh chị rõ cái này không ạ à? ai ra rõ cái này được comment rõ vào rồi. rồi anh chị nào mà muốn gọi là xây dựng cho mình một cái kênh à, và không phải bán ở Việt Nam đâu nha sách của mình anh chị có thể bán ở trên Amazon có thể bán ở trong các nhà sách bán rất là nhiều nơi các anh chị lên amazon tức là một cái trang thương mại của mỹ á, bán toàn cầu à lên đây các anh chị sẽ thấy sách của tôi ở trên này được không ạ à? tức là sách mình bỏ lên đây mình bán à, ngồi bất cứ quốc gia nào cũng gọi là có thể mua được tiki lazada amazon à, tiền của mình nó cứ vậy nó chạy về nó cứ liên tục nó chạy về thì đó là một cái cách để mình tạo ra cho mình nhiều tiền hơn được không và đây cũng chính là câu trả lời số 4 Câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 vừa được trả lời xong. Đó là làm sao để có tiền. À khi mình đang đi chơi. Khi đang đi chơi. À, khi mình đang đi chơi mà mình muốn có tiền. Hoặc là khi mình đang ngủ mà mình vẫn muốn có tiền. Đó là không thèm làm mà vẫn có tiền thì làm sao. Thì tôi vừa mới hướng dẫn xong bên đây đó có nghĩa là mình hãy đóng gói những cái kiến thức của mình trong đầu của mình đó, xuống gọi là thành những cái khóa học thành những cái uh, là sách thành những cái flashcard cả à, sau đó mình dạy cho người ta như vậy ví dụ như mình làm kế toán mình làm mà xây dựng nè mình làm giáo viên tiếng anh nè tất tần tật mình đều có thể đóng gói xuống được hết mình đóng gói xuống xong rồi thì mình làm có một lần thôi nhưng mà người ta cứ mua từ năm này qua năm khác mình bán ở trong nước có mình bán ở nước ngoài có đối với một số sản phẩm có thể bán ra cho thị trường nước ngoài thì mình hoàn toàn có thể đưa lên những cái trang web của nước ngoài để mình bán được không ạ à? và tiền nó cứ trả về tài khoản của mình đều 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 ngay cả khi mà mình đang đi chơi à hoặc là mình đang ngủ à mình đang đi chơi nè hay là mình đang ngủ thì mình vẫn có tiền bao nhiêu người muốn là khi mình đang đi chơi, khi mình đang ngủ vẫn có tiền comment vào mốt. À, nếu muốn như vậy thì mình phải làm sao? Mình chuẩn bị một nếu mình là chuyên gia, mình hãy chuẩn bị cái việc đó lại đóng gói kiến thức của mình để thành ra cái sản phẩm để có thể đem bán lên các cái nền tảng, được không ạ? À? Nếu mà các anh chị quan tâm muốn làm cái này thì tôi sẽ dành cho các anh chị một cái buổi à, không phải trong chương trình này nha xong cái chương trình này tôi sẽ dành một cái buổi riêng cho những cái người mà muốn đóng gói trí tuệ của mình để rồi làm một lần mà gọi là có tiền đều 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 đó năm này qua năm khác tôi rất là biết ơn những người thầy của tôi họ đã dạy cho tôi biết làm cách làm và tôi đã đem về cho mình rất là nhiều tiền bằng cái việc đó là thực hành cái lời của ông thầy ông dạy đó là làm sao mình đóng gói sản phẩm, mình đóng gói kiến thức của mình. Yên tâm là tôi sẽ hướng dẫn cho cách đóng gói. Ha, <laughs> nhưng mà nó không phải là trong chương trình này, nói cho biết khái niệm à như vậy để hiểu về cái việc đó, được không ạ? À? Rồi. Bây giờ khi mà mình đã đóng gói được như vậy rồi, giống như cái chương trình 5 phút thuộc bài. Bây giờ tôi đâu có cần phải giảng nhiều như ngày xưa đâu. À phần mềm nó có hết rồi, tức là tôi có công nghệ. Và bây giờ từ công nghệ đó phụ huynh họ muốn con họ học giỏi toán muốn con họ học giỏi tiếng anh tất cả họ chỉ cần lên 5 phút thuộc bài là họ có thể học cùng với con họ giúp đỡ cho con họ học hoặc là họ để cho con họ tự học làm bài tập rồi thi với nhau rồi chơi với nhau mỗi thứ năm hàng tuần rất là vui và sau khi tôi đã đóng gói được ban đầu đóng gói nó hơi cực nha quý vị chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải dồn lực đó có thể chúng ta phải bỏ ra một tuần 10 ngày không làm gì hết chỉ ngồi làm đúng một cái chuyện đó là đóng gói kiến thức thôi tôi sẽ đồng hành hướng dẫn cho từng ly từng tí để là ai sẵn sàng bỏ ra 7 ngày 10 ngày để cuộc đời còn lại của mình nó sung sướng comment vào sờ sờ sẵn sàng à. ai sẵn sàng gọi là bỏ ra 7 ngày đến 10 ngày hồi đó tôi đóng gói cứ một lần tôi đóng gói là tôi phải bỏ ra cả tuần 10 ngày tôi không làm cái gì hết á tôi tập trung đóng gói đóng gói đóng gói đóng gói chứ nếu mà hôm nay làm một tí ngày mai làm một tí chắc chết được không ạ cái chữ sờ sờ đó nó cũng có nghĩa là sung sướng đó. Khi mình đã sẵn sàng thì cuộc đời mình là sắp sung sướng tới nơi rồi. Đó. Được không? À. Bây giờ tới câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 đó là sao? Làm sao để cái tiền của mình đó nó thoải mái. À, mình hay nói vui là tiền xài không hết. À, tiền dài không hết. À. À, tiền không hết ai muốn tiền xài không hết comment vào muốn. Ừ. Ai muốn tiền xài không hết comment vào muốn ạ. À tiền không cần nhiều nhưng mà chỉ cần xài không hết là được. Thế nó có cái công thức như thế này nè. À, nó có công thức như thế này nè các anh chị. Tự do tài chính, tức là tiền xài không hết đó. Được không? Thì nó bằng tự do tài chính thì nó bằng thu nhập thụ động à, thu nhập thụ động trừ đi cái chi phí sinh hoạt đó là cái chi phí của cá nhân mình mỗi tháng đó chi phí sinh hoạt mà nó dương. Thì cái này chúng ta sẽ được gọi là tự do tài chính. Nói lại ha. Tự do tài chính tức là tiền xài không hết. Thì nó bằng cái thu nhập thụ động. Nhớ là thu nhập thụ động nha. Thụ động tức là sao? Không làm mà vẫn có tiền nè. Đây nè. Không làm mà vẫn có tiền nè. Thấy không? Chứ ngày xưa là mình không biết làm cái này nghĩa là sao Các cái trung tâm nó cứ mở lớp Cho nên mời mình tới dạy Thì tức là có làm thì có tiền Còn bây giờ mình có khóa học Mình có sách có đầy đủ rồi Thì suy ra là mình không làm cũng có tiền Mình có chương trình 5 phút thuộc bài Mình có cái những trình rất là hay Soroban Vmf Tất cả những cái phần mềm đó Hệ thống đó Nó giống như những con gà đẻ trứng vàng cho mình Được không đó, Nó có thu nhập thụ động mà trừ đi cái chi phí. Vậy thì nếu giả như một tháng mình kiếm được 200 triệu ở đây. Mà nhu cầu xài của mình cả gia đình mình từ cha mẹ, cha mẹ vợ, con cái của mình xài hết có 100 triệu thôi. Vậy thì suy ra là con số này là trừ ra là nó dương. Vậy thì giả như trong trường hợp cái thu nhập thụ động của mình tự nhiên á kinh tế nó khó nó rớt xuống còn có 50 triệu thôi. Tức là mình không làm gì hết nhưng mà lúc này nó chỉ còn 50 triệu thôi. Thì mình phải làm sao các anh chị? Mình phải làm sao? Nếu mà bình thường ví dụ như mình không làm gì hết, những cái nhà cho thuê của mình nè, hoặc là cái miếng đất của mình nè, hoặc là cái phần mềm của mình này, nó đem em về cho mình 200 triệu Không thèm làm gì cũng có 200 triệu Đúng rồi Nhưng bây giờ kinh tế khó Nó còn có 50 triệu thôi Thì suy ra là mình phải làm sao mà cái chi phí sinh hoạt này Mình tiếp giảm nó xuống Mình tiếp giảm xuống nó còn 40 triệu thôi Thì nó vẫn dương vậy Nên những cái con người mà họ có cái cuộc sống tự do về tiền đó, Đừng có nghĩ là họ xài hoang phí nha khi mà nghe nói là tự do về tiền bạc cái có người nói vậy. Chắc mấy người đó họ xài hoang phí lắm, à, chưa phải ý đó đâu. À, sau khi mà tôi biết về cái khái niệm tự do tiền bạc rồi, nghĩa là tôi phải làm hai việc, anh chị ghi ha. Nếu mà mình muốn tiền của mình xài không hết á, là trong đầu của mình á phải có hai việc cần làm. Việc số một đó là mình phải tạo ra những nguồn thu nhập thụ động. Ha, mình tạo ra nhiều, nhiều hơn mỗi ngày nguồn thu nhập thụ động và mình phải học cái cách để sống làm sao cho nó tức là tối giản và mình học cái cách thích nghi đó. khi mình học được cách tối giản thích nghi thì tự nhiên cái chi phí này nè mình cần phải dạy cho con mình điều này có nghĩa là trong mọi cái hoàn cảnh đó, phải dạy cho con cái cách thích nghi một cái người mà tự do về tiền bạc á, có những người tại sao họ khổ vì tiền bạc là tại vì sao họ không có thu nhập thụ động tỷ phú mà gọi là Warren Buffett của Mỹ đó một trong những 10 người giàu có của nước nhất thế giới này ông là người Mỹ á, ông nói rằng nếu mà bạn không học cách kiếm tiền khi đang ngủ ý nói là không có tiền thụ động thì bạn phải thức dậy và đi kiếm tiền cho tới chết thì thôi À có nghĩa là bạn muốn tự do. Muốn tiền mình xài không hết thì không phải là cứ thức dậy đi kiếm tiền mà phải là sao? Phải học cái cách để làm sao tạo ra thu nhập thụ động. Tức là trong đầu của tôi á, trong suốt 9 năm qua à có một cái khái niệm mà phải tập liên tục đó là thu nhập thụ động. À rồi tiếp theo nữa là gì? Có một cái khái niệm thứ hai đó là sống tối giản. Thích nghi. Có nghĩa là mình tập cái thói quen là à không phải lúc nào mình cũng phải cố định là phải xài hết 10 đồng mà khi cần xài 5 đồng, xài 3 đồng mình vẫn cảm thấy biết cái cách, mình biết cái cách để sống hạnh phúc với cái việc đó. Chứ không phải là lúc nào à tôi là phải 10 đồng, 10 đồng, 10 đồng, 10 đồng, không phải mà là khi cần tôi chỉ cần ba đồng tôi vẫn sống được bình thường à nếu mà mình có khả năng sống thích nghi sống tối giản như vậy thì tự nhiên các cuộc sống của mình nó mới tự do được chứ nếu không mà mình muốn tự do mà mình cứ để cho cuộc sống của mình nó bị một cái gì đó kiểm soát ví dụ như cái bạn lấy xe mà bạn chở tôi đi á bạn thấy là à những cái chương trình gọi là đối tác nè tiếp khách nè rồi quan khách quốc tế các thầy họ qua đây nè à mình dẫn họ mời họ vô những cái nhà hàng năm sao nè ha à, ăn uống rất là trịnh trọng ha à, có thể một cái buổi ăn có thể lên tới hàng chục triệu đồng là bình thường ấy mình tiếp khách à, vài khách thôi là có thể một bữa ăn tối thôi là mình đã lên tới hàng chục hai chục ba chục triệu đồng là cái chuyện rất là bình thường nhưng mà đến khi tự nhiên em mới thấy mình kêu là ở kia có cái quán à, bún riêu ngon kìa ở kia anh thấy có cái quán cháu lòng nhìn hấp dẫn quá và yêu cầu bà ấy dừng xe lại Bà ấy nói trời trời em tưởng đâu là thầy chỉ ăn à, trước khi mà em làm việc với thầy á lúc đó bà ấy đi làm một cộng tác viên thôi mà anh chưa có cơ hội tiếp xúc với mình nhiều và bà anh nói là à, trước đây em cứ nhìn thấy thấy thầy á em uh, tiếp khách rồi tiếp các bác rồi tiếp quan khách quốc tế thấy em nghĩ là thầy là luôn luôn phải ăn trong nhà hàng năm sao à, chứ sao à, từ khi mà em lấy xe cho thầy em mới biết rằng là thầy ăn uống rất là bình dân cái gì thầy cũng ăn được và tôi nói rằng là nếu mà cuộc sống của em mà không học cái cách tối giản thích nghi và gọi là đơn giản nhất thì lúc nào mình cũng tự mình làm khổ mình đúng không ạ à, tự mình làm khổ mình thôi à, nên mình muốn tự do à, thì mình phải học cái cách thích nghi cho tốt và à, nếu mình muốn cuộc đời mình tự do thì mình phải học cái cách làm sao cho nó tối giản à, thích nghi cho tốt và khi mình cần tiếp quan khách quốc tế khi mình cần phải tiếp đối tác khi đó là cái cái mình thể hiện sự tôn trọng họ chứ không phải tự nhiên cái quan khách quốc tế người ta qua đây cái mình dẫn họ đi ăn trong lòng ngoài ngồi ngoài vỉa hè ồn ào xe cộ đồ các kiểu không phù hợp ví dụ như vậy nhưng mà ra khỏi cái đó rồi à, mình nên gọi là cho mình được thích ăn muốn riêu thì ngồi vô quán muốn riêu mà thích châu lòng thì ngồi vô quán châu lòng không có vấn đề gì hết à, anh chị rõ ý này không ạ à? ai đã rõ ý này rồi comment rõ vào Cuộc sống mình mà cảm ơn các anh chị, cuộc sống mình mà nó càng đơn giản, nó càng dễ thích nghi thì tự nhiên mình sẽ dễ tự do. Còn nếu mà mình cứ à tôi là phải như vậy, tôi là phải như kia thì tự nhiên mình phải suốt ngày mình phải rất là cực khổ luôn. Mà nếu mà cuộc sống mà nó cực quá thì không nên, không đáng, không đáng để làm điều đó. Được không ạ? À? à vì vậy à nếu mà mình muốn giải quyết vấn đề của gia đình mình à, thì mình có mấy có năm cái câu hỏi một à, đó là tiền của mình là gì thì câu trả lời là tiền là một cái vật ngang giá tức là nó tương đương với cái giá trị vậy thì nếu mà câu hỏi số 2 là làm sao để có tiền thì đừng có ngồi chờ đánh số đề hay là đó, mua vé số mà mà có tiền nữa mà phải hiểu là mình phải tạo ra một cái giá trị gì đó tương đương cái giá trị của mình nó tương đương với tiền của mình Thế bây giờ câu hỏi số 3 làm sao để có nhiều tiền thì cái câu trả lời đơn giản là phải tạo ra nhiều cái giá trị hơn à, phải đem được cái cái sản phẩm cái dịch vụ của mình đến mới được với nhiều người hơn Thế bây giờ muốn đem được tới nhiều người như vậy thì phải làm gì thì phải có nhiều người làm cùng với mình thay vì mình làm một mình mình 16 tiếng đồng hồ thân xác rã rời thì bây giờ mình hãy hợp tác với những người anh em của mình rồi chia cho họ rồi mình hãy hợp tác với các cổ đông đối tác của mình mình có bốn rưỡi đối tác trên khắp cả nước mỗi ngày chỉ cần họ làm cho mình một giờ thôi là mình đã có bốn rưỡi giờ à vậy thì làm sao những người đó họ đi cùng với mình họ làm việc cùng với mình thế thì mình phải cho họ biết là sự hiền diện của mình trong cuộc đời họ có cái giá trị gì bốn rưỡi đó họ đi cùng với mình là tại vì sao họ muốn được tham dự những cái lớp học hiểu về con trẻ họ muốn gia đình họ vui hơn con của họ tốt đẹp hơn họ muốn có thêm những cái nguồn thu nhập mà không phụ thuộc vào một cái nguồn thu nhập ở một công ty nào có những người là cả tháng chỉ thu được một nguồn tiền từ công ty thôi nhưng mà những người đối tác của tâm trí lực họ muốn là à ngoài cái tiền thu nhập ở công ty tôi có thêm một nguồn thu nhập từ tâm trí lực rồi khi mà tôi phấn đấu tôi làm tốt tôi đạt được những cái tiêu chuẩn thì tôi còn được chia cổ phần tức là tôi trở thành một thành viên của tâm chí lực bây giờ rất là nhiều đối tác của tâm chí lực họ sở hữu công ty tâm chí lực bởi vì sao bởi vì họ đồng hành họ nỗ lực à cái người mà gọi là đối tác mà gọi là giỏi hàng đầu của tâm chí lực đó là chỉ trong vòng hơn 2 năm qua họ đã mang về cho công ty tới 24 tỷ đồng à và chị gia đình chị vừa mới đi mỹ về à, gọi là Mấy hôm nữa chị khỏe khỏe, à, có thể hôm thứ hai thứ ba gì đó, mời chị lên giao lưu cho các anh chị, chia sẻ cho anh chị. Một người làm ngân hàng 19 năm, đúng không ạ? À? À, một người làm ngân hàng 19 năm, không có kinh nghiệm gì làm kinh doanh hết. Trước giờ là chỉ chờ ngân hàng trả lương hết. Còn bây giờ không ạ. À? À, chị ấy đã biết cách thiết kế cho mình một cuộc đời tự do à, à Chị ấy biết cách làm sao để mang giá trị tới cho nhiều người ạ. À? Chỉ cần học là biết cách làm thôi. Ba người đồng ý với tôi là cái gì trên đời này cũng chỉ cần học là sẽ biết cách làm Ai đồng ý như vậy Comment đồng ý vào Không cần biết mình là kế toán Hay là mình là ngân hàng gì hết Cảm ơn các anh chị Chỉ cần học là biết cách làm thôi Và khi mà cái câu số 3 đó là làm sao có nhiều tiền Thì câu trả lời là phải có nhiều người Hoặc là phải có công nghệ Hoặc là phải có công cụ Bây giờ là phần mềm 5 phút thuộc bài là công nghệ đó Phần mềm SoroBan là công nghệ đó vMap là công nghệ đó Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình có nhiều tiền hơn Và tôi thì tôi không có định xây ra Để rồi mình có một mình mình có tiền Tôi đem nó tôi chia cho những người đồng đội đang làm cùng tôi trong công ty Chia cho anh em đối tác đó Và mọi người cùng nhau làm Ai cũng có tiền hết Vui à, Và mình cũng chỉ ăn có ba bữa thôi Mà nhiều hôm có hai bữa à Giống như hôm nay tôi ăn có hai bữa à Thì không có lý do gì Mình cứ phải ngồi nghĩ là À mình phải có rất 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 nhiều tiền để làm gì hết À, có những người là suốt ngày cứ đi kiếm rất rất nhiều tiền à, sau đó mình đi làm từ thiện trong khi đó những người anh em đồng đội của mình họ đi theo mình rất là nhiều năm thì lại không chịu đem tiền chia cho họ những người đó là ân nhân của mình mình lại không chia tiền cho họ không chia cho họ quyền lợi à, hiện tại và tương lai à, suốt ngày mình cứ làm 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 rồi mình đi làm từ thiện à, thì cái đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải xem lại được không ạ rồi tới cái vấn đề thứ tư đó là làm sao để có tiền khi đang ngủ mình muốn có tiền khi đang ngủ Thì mình phải làm gì Mình phải có khi mà Mình có kiến thức, mình có trí tuệ Thì hãy đóng gói nó lại Rồi mình bỏ lên các cái nền tảng mình bán Đó là một cách Cái cách thứ hai nữa đó Hồi nãy tôi chia sẻ chưa xong cái khu vực đó Đó là khi mà mình muốn có tiền khi đang ngủ đó Mà mình chưa có tiền đó, Thì cái thời gian đầu mình phải chịu khó Mình học hành Cái thời gian đầu tôi làm gì có tiền mà làm công nghệ các anh chị các anh chị biết là 5 phút thuộc bài là làm gần 2 triệu đô đó các anh chị. Vậy thì hồi đó mình làm gì có mà gần 2 triệu đô như vậy để mà làm. Thế lúc đó phải làm cái gì? Mình phải bắt đầu mình học từ những cái lớp rất là cơ bản. vài triệu, 5 7 triệu rồi bắt đầu mình học, mình có tiền. Thay vì mình có tiền mình tiêu xài. Trước đây mình á là cứ có tiền là mình xài thôi. Đâu ai dạy cho mình về tài chính đâu. À mình có tiền là mình đem mình chia cho anh em mình thôi. À mình có thói quen là cứ có tiền là mình đem mình chia nhau xài cho vui. Đó, anh em tâm với lực mà đi với tôi tám năm chín năm họ rất là rành cái thói quen này của chủ tịch đó là khi công ty có một cái những cái tiền bạc đó vui vẻ thì đem chi 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 cho anh em cho vui ai cũng vui hết à, rồi nhưng mà từ khi á, mình được huấn luyện về kinh doanh huấn luyện về tài chính mình hiểu rằng là có tiền đừng có chi hết mà chỉ chi cho nhau đủ xài thôi rồi sau đó mình lấy tiền đó mình đi đầu tư mình làm năm phút thuộc bài mình lấy tiền đó mình đi đầu tư mình làm sách mình đi đầu tư mình làm cái trang web làm người làm giàu, mật mã tài năng. Tức là mình sẽ phải đầu tư vào những cái gì mà nó sẽ đem lại tiền trong tương lai cho mình, chứ không phải là cứ có tiền đem nhau xài, có tiền chia nhau xài. Trước đây là tôi không có biết nên là dẫn tới sao? Cứ có tiền là tôi chia cho anh em xài, rồi mình đem về nhà mình xài vậy thôi. Chứ không có gọi là nghĩ gì quá nhiều mà thậm chí cũng không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ thì không ạ. À. Ví dụ như có thu về được 100 đồng Đem chia cho nhau khoảng 50 đồng Còn 50 đồng kia Là mình đem mình đầu tư Mình đầu tư vào các cái nền tảng Mình đầu tư vào sách, mình đầu tư vào phần mềm à, Và bây giờ anh em biết không Từ những cái đó nó đẻ tiền ra Rồi mình mới đem mình mua được đất Giống như mình mua được 10 hectare ở Hitalien. à, Rất là đẹp luôn để mình gọi là đào tạo cho các con Cũng như là nghỉ dưỡng à, Cho anh em Đó, Rồi mình dùng tiền đó Mình mua những cái nhà À, ở đảo kim cương để mình làm văn phòng đó đây là haitalen à mùa này nước suối rất là nhiều luôn và rất là đẹp được không ạ đó vậy thì tôi nói lại với anh em cái quy trình là sao tức là khi mình ít tiền trước đây là mình không biết nha anh em nên cứ có tiền cái là mình đem mình đi mình xài chia nhau xài còn bây giờ không khi mà mình có tiền đó à, mình đem về một cái cục tiền như thế này nè trước đây là mình đem mình chia còn, cho, cho nhau xài hết còn bây giờ không Mình yêu cầu anh em là giỏi lắm mà một nửa nè à, đem cho cái này là tiêu xài à cho mình và cho anh em của mình nhưng mà bây giờ không còn một nửa này nè là mình đem mình đi đầu tư thì bắt đầu mình đâu có tiền đâu mà mua đất mua đai mà đầu tư cái gì đấy Ví dụ như bây giờ người ta có tiền đó người ta làm công ty mà có vốn của gia đình hay gì đó À, người ta kế thừa từ cha mẹ cho tôi là đi lên từ hai, có hai bàn tay trắng mà có gì đâu mà có cái gì đâu mà đầu tư thì cái đầu tư của tôi ban đầu á, là tôi đi học tham dự những cái khóa học để mình có kiến thức về kinh doanh mình có kiến thức về xây dựng cho mình những cái nguồn tiền rồi sau đó tiếp theo nữa đó là mình đầu tư mình làm cái rẻ nhất đó là làm sách đó rồi làm khóa học mà ban đầu á, là không có tiền nên là làm cái này xong á là đem đi nhờ người ta bán tức là đem đi ký gửi khắp nơi còn bây giờ khi có tiền rồi đó là nên tới đầu tư tới nền tảng bây giờ là có đầy đủ nền tảng rồi ha đó. được không anh chị rồi sau đó từ những cái này nè nó mới đẻ ra thì mới đầu mình mới đi mua đất à, mình mua nhà à vân vân anh chị rõ cái này không ạ à? đó là tôi vừa mới tường thuật lại cho anh chị rất là đầy đủ một cái hành trình mà từ hai bàn tay trắng mình đã xây dựng lên một cái sự nghiệp à gọi là trong đó không phải chỉ dành cho riêng mình mà dành cho anh em trong công ty của mình, từ cái người giám đốc cho tới cái người nhân viên rồi là làm công việc văn thư nhỏ bé nhất à rồi cho tới đối tác của mình, tất cả những cái cái điều tốt đẹp đó nó đến từ cái việc đó là sao? mình đã biết cái cách hiểu về tiền cơ bản. Và hôm nay chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để chúng ta nói sâu vào vấn đề này. Tại sao mà trong cái chương trình giải quyết vấn đề con trẻ này, chúng ta bắt đầu từ tiền? Bởi vì nó chính là một cái mấu chốt rất là quan trọng để giải quyết tất cả những vấn đề khác. Nếu mà tiền của chúng ta thoải mái, nếu mà tiền của chúng ta mà rủng rỉnh, nếu mà tiền chúng ta mà kiếm được mà không có quá khổ, không quá bận rộn thì con chúng ta đã không có vấn đề hoặc là vấn đề rất ít à được không ạ ai đồng ý như vậy comment vào đồng ý ừ. cảm ơn các anh chị rồi trong tối mai và trong tối mốt chúng ta sẽ à, đi sâu về một một cái khía cạnh khác để giải quyết tất cả những vấn đề của con mình đó là khía cạnh về à, cuộc sống à, cái khía cạnh về những cái quy luật mà nếu mà mình không hiểu về con người không hiểu về những cái quy luật chúng ta cứ vi phạm vào những cái nguyên tắc đó thì dẫn tới gia đình chúng ta nhất định sẽ rối loạn và trong đó nó có vấn đề của con nếu mà chúng ta hiểu một cách rất là đầy đủ về những cái quy luật à, hiểu về con người hiểu về những cái quy luật và chúng ta quan sát lại là chúng ta đã làm sai ở chỗ nào thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cách để chúng ta giải quyết những vấn đề của con chúng ta được không các anh chị hôm nay chúng ta vừa đến với một cái phần đầu tiên rất là quan trọng đó là chủ đề về tiền và tôi ao ước rằng là trong cái buổi chia sẻ này các anh chị đã có những kiến thức rất là cơ bản về tiền để đừng có hoang mang là ờ, làm sao để có tiền làm sao để có nhiều tiền đây mà có những cái khái niệm đầu tiên là một là tôi sẽ làm tiền bằng cách chuyên gia mà nếu mà tôi không phải là chuyên gia thì tôi sẽ học cách để tạo ra nhiều tiền bằng thương gia à, tức là tôi sẽ đi kinh doanh à, thì đó là một cái chủ đề chúng ta sẽ bàn trong cái lớp gọi là thiết kế cuộc đời tự do ở cái phần gọi là làm doanh chủ À, còn có một cái thiết kế cuộc đời tự do khác đó là ở cái khía cạnh đó là một người làm kinh doanh bình thường một người bán hàng à một người gọi là à, kết nối à, gọi là kinh doanh bình thường còn lớn hơn cái đó là một cái người biết tạo ra một cái doanh nghiệp giống như cách tôi đã làm thì trong cái doanh nghiệp tâm trí lực Nó có một cái bộ phận kinh doanh à, Vậy thì có những người họ chả cần tạo công ty gì hết Họ chỉ cần là một cái người làm kinh doanh giỏi bình thường Bán hàng bình thường thôi Họ đã có một cuộc sống rất là tốt đẹp rồi Nhưng có những người thì họ có cái sở thích lớn hơn Họ có một ước mơ lớn hơn giống như tôi Tôi có một cái ước mơ cháy bỏng là Làm sao mình phải tạo ra được một cái ngôi trường Đào tạo nhân tài Mà không cần phải Tức là cho các con được học miễn phí mà phải sàng lọc cái đầu vào thật, thật kỹ để tạo ra những nhân tài tại sao lại muốn như thế bởi vì tôi phát hiện ra con nhà giàu á thì mình họ mình có những cái lớp học hàng trăm triệu à cha mẹ vẫn cho đi học đầy đủ hết nhưng mà những đứa học trò giỏi nhất của mình lại là những đứa con nhà nghèo anh chị có để ý thấy con nhà nghèo nó học giỏi không à, anh chị có để ý thấy là con nhà nghèo nó học giỏi con nhà giàu không thế thì tôi có một cái ao ước là À, trong cái ngôi trường đó hiển nhiên là tôi cũng không phân biệt là giàu hay nghèo gì hết trơn nhưng mà tôi nhận ra có rất nhiều nhân tài bởi vì nghèo quá mà không có ai đó nâng đỡ nên các con không có bứt phá được chưa có bứt phá được thì tôi ao ước là cái sự nỗ lực của mình à, cùng với anh anh em tâm trí lực sẽ làm sao tạo ra được những cái nhân tài thực thụ mà có thể là xuất phát điểm nó nghèo quá tiền đâu mà nó đóng giống như bây giờ con cái của ở thành phố Hồ Chí Minh này họ đóng một năm như vậy là 98 triệu 868 ngàn cho con họ được học khi ta kèm offline mà năm nào cũng vậy đều phải có vài chục cho tới hàng trăm bé là không có có chỗ để học. À bởi vì chúng ta có một cái giới hạn cho cái lớp học này. Và thế là họ phải đóng tiền họ chờ cho năm sau 2024 mới được học. Đó, thế thì nhưng mà trong một cái cộng đồng lớn như vậy thì những cái đứa xuất sắc nó lại không nằm trong đó. Nó rất là ít luôn. À thi thoảng thi thoảng mới có một hai đứa gì đó là con nhà giàu mà hiếu học, còn lại phần lớn là chỉ cần giải quyết cho nó trở về cân bằng nó biết yêu cha yêu mẹ nó biết gọi là học tập à, gọi là vui vẻ à, gia đình gọi là ổn định là họ vui lắm rồi nhưng mà những cái đứa bé mày những cái học sinh mà giỏi nhất của tôi thì lại là đều có xuất phát điểm, điểm là con nhà nghèo à, thiếu điều kiện nên tôi ao ước là mình sẽ tạo ra một cái ngôi trường mà mình phải mời những người giỏi nhất về dạy nhưng mà ở đó mình sẽ không có thu tiền thì ở đó mình mới thực sự tìm thấy những nhân tài thực thụ những cái con người quyết tâm và sau đó tôi tin rằng con người thì làm nên tất cả mà giáo dục thì làm nên con người nếu mà các anh chị cũng tin rằng là con người làm nên tất cả mọi sự tốt đẹp xã hội có tốt đẹp lên hay không là do con người và giáo dục thì nó lại tạo ra những con người tốt đẹp thì xin các anh chị hãy đồng hành cùng với chúng tôi cũng như là đồng hành với con cái của mình rồi cảm ơn các anh chị là tối mai Đúng 19 giờ 30 chúng ta lại tiếp tục buổi học kế tiếp. Và chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình của mình. Cảm ơn các anh chị. Dạ vâng ạ, à. trân trọng cảm ơn thầy Phong đã uh, chia sẻ những kiến thức rất vô cùng hữu ích đến các anh chị trong buổi tối đầu tiên ngày hôm nay. Và bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy rằng mình nhận được rất nhiều bài học hữu ích từ thầy, các anh chị hãy gõ cảm ơn thầy nhé. Dạ, rất là tuyệt vời ạ. À. Và các anh chị ơi, chúng ta sẽ có một phần quà vô cùng giá trị dành cho các anh chị uh, trị giá là 5.168.000 nghìn thông qua một hoạt động rất là ý nghĩa đó là tổng kết bài học và anh chị hãy uh, chia sẻ những bài học của mình từ uh, thầy phong đã chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay lên trang facebook cá nhân và để tổng kết khóa học sau đấy thì um, các anh chị sẽ chia sẻ cảm nhận của mình và lan tỏa cho nhiều người khác và ban tổ chức sẽ có gửi hướng dẫn chi tiết đến các anh chị trong group zalo nhé dạ trường hợp các anh chị À, mình chưa vào rất Zalo thì các anh chị vui lòng liên hệ với tâm trí lực ở fanpage Nguyễn Phùng Phong và Messenger hoặc, hoặc là các anh chị sẽ liên hệ hotline 0939 279 868 để chúng ta được hỗ trợ vào nhóm nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã tham gia trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay và mình chúc các anh chị một đêm ngon nhất và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các anh chị.